cái khối bản mã giống nhau. Thế như vậy là có những cái sự lặp lại ở trong thông báo nguyên bản thì cũng lặp lại ở cái thông báo bản mã. Thế nên là có thể dẫn tới một cái tình huống như thế này. Giả sử cái thông báo nguyên bản là một cái con chim cánh cụt, là hình vẽ một con chim cánh cụt, là một cái file ảnh. Đấy, một file ảnh thì mỗi một cái điểm đây là một cái pixel 1/3. Thì thông thường thì một khối thì là 8/3, đúng không? 8/3 hay là 16/3. Thì nó chỉ loanh quanh một cái vùng, ví dụ như ở đây là một cái vùng trắng. Đấy, một cái vùng trắng nhỏ nhỏ ở đây thôi. Đấy. Thế ở đây là toàn bộ cái phần ngực của cái con chim cánh cụt đây là màu trắng. Thì nó bao gồm nhiều khối màu trắng. Và những khối đấy dĩ nhiên là giống nhau. Và vì những cái khối này là giống nhau nên là luôn luôn được mã hóa thành những khối bản mã giống nhau. Đấy, thì dĩ nhiên là cái màu trắng thì không còn là màu trắng nữa, vì cái giá trị của cái khối màu trắng này được thay thế thành một cái khối khác. Thì thông thường cái màu đích này này trong cái thông báo bản mã thì nó là một cái màu xám hay là một cái màu gì đấy, tại vì là cái số lượng màu có thể thì rất là nhiều. Đấy. Thì trong khi là những cái mã tương ứng với những cái màu tiêu chuẩn thì nó có hạn. Đấy. Thì thông thường nó sẽ tương ứng một màu nào đấy nó phi tiêu chuẩn. Nhưng mà quan trọng là tất cả những khối màu trắng thì luôn luôn được chuyển thành một cái khối tức là có cùng màu. Đấy, tương tự như vậy với cái vùng màu đen trên con chim chim trong cái hình con chim cánh cụt sẽ chuyển thành những cái vùng có màu sắc giống nhau trong cái thông báo bản mã, và những cái khối màu vàng thì cũng chuyển thành những khối có những cái khối giống nhau trong 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 thông báo bản mã. Thế như vậy về cơ bản ta thấy vẫn hiện lên lờ mờ hình con chim cánh cụt. Đấy, ví dụ như cái chỗ mắt ở đây thì nó không không rõ lắm, tại vì là cái mắt thì nó có thể là chỉ bao gồm một khối màu đen hay là một khối màu trắng hoặc là một ít khối màu vàng. Đấy, thì ta thấy là nhưng mà về cơ bản là người ta vẫn hình dung ra được đấy là một con chim cánh cụt. Thế như vậy là trong điểm này thì cái giải thuật mật mã nó không đảm bảo an toàn, tại vì là cái mục đích của mật mã tức là chuyển cái thông báo có nội dung có ngữ nghĩa sang một cái dạng mà người ta nhìn vào người ta không thể suy ra được bất cứ cái thông tin gì về cái thông báo nguyên bản. Nhưng mà đây thì nhìn vào cái thông báo bản mã người ta vẫn hình dung ra được cái nội dung của cái thông báo nguyên bản đấy là. Thế thì bây giờ một cái phương pháp mật mã lý tưởng đấy là phải cho phép thu được một cái thông báo bản mã như thế này ở phía bên tay tay phải đấy. Đấy, thì nó tức là nhìn vào cái hình này thì ta thấy không có một cái thông tin gì có thể rút ra được. Thì chính vì vậy để có thể đạt được cái mục tiêu là thu được một thông báo bản mã mà từ nó người ta không thu ra, không thể suy ra được bất cứ cái thông tin gì về cái thông báo nguyên bản, thì người ta phải sử dụng những cái phương pháp khác với cái phương pháp ECB. Đó, tức là bây giờ là có một cái thông báo có độ dài tùy ý, có một cái giải thuật mã hóa khối đối sinh, thì sẽ phải có những cái cách phù hợp để mã hóa cái thông báo có độ dài tùy ý đấy thành một cái thông báo bản mã mà nhìn vào người ta không thu suy ra được bất cứ cái thông tin gì về cái thông báo nguyên bản. Thì NIST Hoa Kỳ, viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia Hoa Kỳ đã ban hành 5 cái phương thức mã hóa. 5 cái phương thức mã hóa có nghĩa là 5 cái cách thức khác nhau để sử dụng một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng, mã hóa một cái thông báo có độ dài tùy ý, tức là một cái thông báo dữ liệu nói chung. Đấy, thì những cái cách thức này sẽ phù hợp để sử dụng trong những cái tình huống ứng dụng khác nhau, tùy vào cái mức độ ưu tiên hay là tùy vào cái tiêu chí của cái ứng dụng. Đấy. Và những cái phương thức này thì có thể được sử dụng với bất cứ một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng nào, có thể là DES, có thể là Triple DES, có thể là AES. Và cái một cái điểm rất là đặc biệt
của những cái phương thức này đấy là có một số những phương thức thì có thể được áp dụng để mã hóa theo luồng một tương báo có độ dài tùy ý bằng cách sử dụng một cái giải thuật mã hóa không bị đối xứng. Thông thường các bạn sẽ không thấy có gì là ngạc nhiên nếu như ta sử dụng một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng để mã hóa khối một cái thông báo có độ dài tùy ý. Nhưng mà vấn đề ở đây là ngay cả cái giải thuật là cái giải thuật mã hóa khối đối xứng, tức là nó chỉ chấp nhận những cái đầu vào là những cái khối có kích thước nhất định, thì ta cũng có thể sử dụng nó để mã hóa luồng. Đó, mã hóa theo luồng một thông báo có độ dài tùy ý, có nghĩa là cái đầu vào của một cái những cái phương thức này sẽ là chuỗi các ba đấy, và ta xử lý mỗi một ba như thế nào đấy để như vậy là ta có thể áp dụng một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng cho việc chuyển đổi những cái bài đấy thành những cái bài bản mã. Đấy, thì ta sẽ xem xét một số trong năm cái phương thức này, những cái phương thức được sử dụng một cách phổ biến trong các an ninh mạng. Thì cái phương thức đầu tiên chính là cái phương thức ECB. Thì cái phương thức này ta biết nó có cái nhược điểm là nếu mà cái thông báo nguyên bản nó có một cái sự lặp lại gì đấy thì cái sự lặp lại cũng được thể hiện trong cái thông báo bản mã. Thế nên là cái phương thức này thì vẫn có thể được sử dụng, nhưng mà người ta chỉ sử dụng cái phương thức này với những thông báo ngắn. Đấy, chứa cũng là những thông báo, không phải là những thông báo dữ liệu mà những thông báo dùng để truyền những cái thông tin điều khiển như là những cái giá trị khởi tạo cũng có thể là khóa. Đấy, khi bạn ta dùng một cái khóa này để mã hóa một cái khóa khác chẳng hạn, đấy thì ta có thể dùng cái phương thức ECB để mã hóa cái khóa mới. Thì thông thường là những cái giá trị điều khiển như vậy thì thứ nhất là nó ngắn, và thứ hai thì nó sẽ không có một cái sự lặp lại ở trong cái thông báo, cũng là áp dụng ECB thì không gặp phải cái vấn đề để sự duy trì của cái cấu trúc, tức là cái phân bố của những cái khối, tức là cái sự lặp lại của không gặp phải cái vấn đề lặp lại của những cái khối thành phần trong cái thông báo nguyên bản, cho nên là sẽ không có cái sự lặp lại của những thông báo, của những cái khối ở trong cái thông báo bản mã. Một cái phương thức thứ hai mà ta xem xét được đề xuất bởi NIST thì gọi là cái phương thức cipher blockchaining, tức là sâu chuỗi khối bản mã. Sâu chuỗi khối bản mã thì cái phương thức này được sử dụng rất là phổ biến. Nó sẽ cho phép mã hóa theo khối một thông báo có độ dài tùy ý. Đấy, thì để mã hóa theo khối một thông báo có độ dài tùy ý thì thông báo cũng được chia thành các khối và cũng được độ vào cái khối cuối cùng nếu cần thiết, giống như là cái mô hình ECB. Chỉ có một cái chi tiết khác biệt ở đây các bạn sẽ thấy. Đấy, với cái phương thức ECB thì ta chia cái thông báo nguyên bản thành từng khối là B1, B2 đến BN. Đấy, rồi tôi áp dụng cái giải thuật mã hóa khối đối xứng với cùng khóa K. Đấy, lên trên những cái khối B1, B2 đến BN. Rồi ta thu được những cái khối bản mã C1, C2 đến CN. Đấy, và những cái phép mã hóa trên từng cái khối nguyên bản sẽ được thực hiện cái độc lập với nhau. Nhưng mà cái phương thức đấy thì nó không an toàn, nên là người ta thay đổi một chút cái phương thức đấy. Là bây giờ là với mỗi một khối, chẳng hạn các bạn tập trung vào khối B2, các bạn sẽ thấy là B2 trước khi được đưa vào cái giải thuật mã hóa thì nó đã được XOR với cái khối bản mã trước đó là C1. Đấy, và dĩ nhiên là P3 thì sẽ được XOR với C2. Thì như vậy đến PN thì sẽ được XOR với CN-1 trước khi được mã hóa. Đấy, thì ta thấy cái phép XOR này, cái hình dung của nó như là cái, tức là ta tưởng tượng có hai sợi dây, một cái sợi dây là P2 và một cái sợi dây là C1. Đấy, và hai sợi dây đấy được xoắn với nhau để tạo thành một cái sợi dây chung là cái đầu ra.
của cái phép XOR để đưa vào cái giải thuật mã hóa. Thế nên là đấy là lý do vì sao người ta gọi cái phương thức này là cipher block chaining. Chaining tức là sâu chuỗi lại đấy, xoắn lại với nhau đấy. Thì cái xoắn lại cái với cái khối bản mã trước đó. Cái cipher block ở đây chính là cái C1 đối với cái khối B2. Nếu mà cái khối B2 là cái khối mà ta đang xem xét để thực hiện cái phép mã hóa thì ta phải XOR, ta phải chaining nó với cái cipher block là cái khối C1. Đấy. Với cái khối B1 thì ta thấy là dĩ nhiên là B1 khi mà được mã hóa thì chưa có bất cứ một cái khối bản mã nào được sinh ra trước đó. Đấy. Thế thì về mặt nguyên tắc thì ta có thể đưa B1 thẳng vào cái giải thuật cái giải thuật mã hóa ở đây. Đó. Thế nhưng mà nếu mà làm như vậy thì như vậy là khi mà ta chế tạo một cái thiết bị hay là lập trình gì đấy thì như vậy là phải có ít nhất là hai cái quy trình, một cái quy trình là có phép XOR và một quy trình là không có phép XOR, thì rõ ràng sẽ làm kích thước của thiết bị nó lớn hơn, rồi cái việc chế tạo nó sẽ mất chi phí, tốn kém hơn. Thế nên là để đơn giản hóa thì người ta chỉ áp dụng đúng một quy trình cho tất cả các khối, và đối với khối B1 thì người ta cũng phải đưa vào một cái khối bản mã giải là C0, thì C0 người ta gọi là IV. Đáng lẽ thì tức là IV ở đây đóng vai trò như là C0 đấy, chỉ có cái là những cái C1, C2 đến CN thực sự được sinh ra thông qua những cái phép mã hóa, trong khi là C0 thì là một cái đầu vào do người dùng cung cấp. Đấy, người dùng ở đây có thể là bên gửi đối với cái sơ đồ mã hóa, hay là có thể là bên nhận đối với sơ đồ giải mã. Thì đấy là những cái giá trị, tức là IV là cái giá trị khởi tạo, initialization vector, nguyên tắc của cái từ đấy. Thì như vậy là để có thể sử dụng cái phương thức CBC thì hai bên là bên gửi bên nhận, ngoài cái việc là phải chia sẻ với nhau cái khóa K, còn cần phải chia sẻ với nhau cái giá trị khởi tạo là IV. Có một phương pháp gì đấy để phân phối hai cái giá trị này với nhau. Đó. Thì ta thấy là với cái cách làm là XOR cái khối nguyên bản hiện thời với cái khối bản mã trước đó thì nó sẽ khắc phục được vấn đề là cái sự lặp lại của những cái khối trong thông báo nguyên bản sẽ được duy trì trong những cái thông báo bản mã. Cụ thể đây ta thấy là nếu mà B1 và B2 mà có giống nhau ấy thì rõ ràng là cái đầu vào của hai cái giải thuật mã hóa này là khác nhau. Đấy, tại vì là hai cái giá trị XOR này là đương nhiên là nói chung là khác nhau rồi. Đấy, thì chính hai cái giá trị để XOR với những cái khối B1, B2 là nói chung là khác nhau. Thế nên là khiến cho những cái đầu ra của phép XOR, tức là đầu vào của những cái giải thuật mã hóa thì là khác nhau. Thế như vậy là tạo ra những khối bản mã khác nhau. Thế nên là những cái sự lặp lại của những cái khối trong cái thông báo nguyên bản không dẫn tới sự lặp lại ở trong cái thông báo bản mã. Thì nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc về mặt phân bố các khối. Nó không duy trì cái sự phân bố của các khối như là đối với cái phương thức ECB. Thì đây là cái sơ đồ, cái phía phần trên là sơ đồ mã hóa, cái phần dưới là cái sơ đồ giải mã, thì ta có thể suy ra từ sơ đồ mã hóa rất là đơn giản. Cái nguyên tắc ở đây là những cái giá trị hóa và những cái và giá trị khởi tạo, tức là K và IV thì luôn luôn là đầu vào. Đối với sơ đồ mã hóa thì đầu vào là những cái khối nguyên bản và đầu ra là những khối bản mã, thì đối với phép giải mã thì đầu vào là những khối bản mã và đầu ra là những khối nguyên bản. Đấy, và khi mà thực hiện giải mã thì ta phải đi theo chiều ngược lại
theo chiều ngược lại, thì theo chiều từ trên xuống thì ta có phép mã hóa thành chiều ngược lại, thì ta có phép giải mã. Đấy, thì đấy là cái công thức CBC như vậy. Thế thì trong cái phương thức này thì ta thấy là hai bên phải chia sẻ với nhau cái giá trị khởi tạo là IV. Đấy. Thế IV thì có cần phải bảo vệ hay không? Thì ta sẽ phân tích. Ta thấy là IV ở trong cái đền ta tập trung vào cái sơ đồ giải mã. Thì cái phía địch thủ ấy thì người ta biết được cái sơ đồ giải mã là thực hiện như thế nào. Đấy. Người ta thấy là trong cái sơ đồ giải mã thì cái giá trị của những khối nguyên bản là B1, B2 đến BN. Trong những cái khối nguyên bản B1, B2 đến BN thì chỉ có B1 là phụ thuộc vào IV thôi. B2 đến BN là không phụ thuộc vào IV, đúng không ạ? Là không có một bất cứ một cái chiều mũi tên nào đi từ IV đến B2 đến BN, chỉ có một cái chiều mũi tên đi từ IV đến B1. Đấy. Thế nên là nếu mà địch thủ có biết được IV thì cũng không biết được bất cứ một cái khối nào từ B2 đến BN. Đấy. Tuy nhiên nếu mà địch thủ biết IV thì ta thử xem là địch thủ có khả năng biết được B1 hay không. Đấy. Thì tại vì có cái chiều từ IV đến B1. Ta thấy là để biết được B1 thì cần phải biết được không những là IV mà còn phải biết được cái đầu ra của cái giải thuật giải mã. Đấy. Nhưng mà đầu ra của giải thuật giải mã thì không thể biết được, tại vì là địch thủ không thể biết được K, cái khóa K. Địch thủ biết được C1, đương nhiên tại vì C1 được truyền trên cái kênh công khai. Nhưng mà không biết K, nên là không biết được đầu ra của giải thuật giải mã. Như vậy là mặc dù có thể biết IV nhưng mà không biết B1. À, thì như vậy là vấn đề ở đây là như vậy là IV thì không có tính bảo mật. Đúng không? IV không có tính bảo mật. Tại vì là có biết ta có thể cho phép địch thủ biết được IV mà không dẫn tới vi phạm cái tính bảo mật của cái thông báo nguyên bản ban đầu bao gồm các khối B1, B2 đến BN. Không thể biết được, địch thủ không thể biết được bất cứ một cái khối nào trong các khối từ B1, B2 đến BN. Nên là như vậy là không thể vi phạm được cái tính bảo mật của cái thông báo P. Đấy. Tuy nhiên thì ta phải bám sát cái định nghĩa về an toàn thông tin ở chương 1. Ta thấy là một cái thông tin cần phải được bảo vệ, nhưng nếu như nó có giá trị, đúng không ạ? Và thế nào là một thông tin có giá trị? Thì NIST đưa ra ba cái tiêu chí để xác định một thông tin có giá trị hay không. Đấy là tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng. Đấy. Thế nhưng mà là không có tính bảo mật thì không có nghĩa là không cần phải đảm bảo an toàn, không có nghĩa là không có giá trị. Đấy. Mà ta phải xét xem là IV nó có tính toàn vẹn hay là cái tính khả dụng hay không. Thế tính khả dụng thì thông thường được áp dụng đối với những cái thông tin được lưu trữ hay là được xử lý. Đấy. Trong bối cảnh của an ninh mạng ấy, nhưng mà tập trung vào vấn đề đảm bảo an toàn cho những thông tin truyền ấy, thì ta chỉ bảo vệ hai cái thuộc tính là tính bảo mật và tính toàn vẹn, và trong cái tính toàn vẹn có cái tính xác thực. Đấy. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà ta có hai chương, một cái chương là chương 2 thì tập trung vào tính bảo mật, bảo vệ cái tính bảo mật bằng mã hóa đối xứng, và cái chương 3 thì tập trung vào cái tính xác thực, bảo vệ cái tính xác thực trong cái tính xác thực theo cái chuẩn của ITUT. Tức là khi mà nói đến cái yêu cầu về xác thực, chúng ta đưa cả cái thuộc tính toàn vẹn vào. Đấy, và có nhiều phương pháp khác nhau để xác thực thông báo, trong đó có mật mã hóa công khai. Đấy, thì như vậy là ta phải xác định xem là IV có cái tính toàn vẹn hay không. Đấy. Thì ta theo cái sơ đồ ở đây ta thấy là cái tức là nếu mà ta thay thế một cái bit
ta thay đổi một cái bit bất kỳ nào đấy của IV, chẳng hạn bit thứ 10 của IV, thì cái sự thay đổi đấy sẽ dẫn theo một cái sự thay đổi có chủ đích kiểm soát được đối với B1. Tức là nếu mà ta thay đổi cái bit thứ 10 của IV thì cái bit thứ 10 của B1 cũng thay đổi theo, và tất cả những bit khác thì không bị thay đổi. Đấy, thế như vậy là cái một cái sự thay đổi trong IV sẽ tạo thành một cái sự thay đổi kiểm soát được trên B1. Đấy. Nếu mà ta thay đổi IV mà không tạo ra một cái sự kiểm soát được trên B1 thì như vậy là IV không có tính toàn vẹn. Tại vì là cứ thay đổi IV thì B1 từ một cái thông báo hợp lệ sẽ bị thay đổi theo một cái trật tự bất kỳ nào đấy thì sẽ trở thành một cái thông báo ngẫu nhiên và không hợp lệ. Đấy. Nhưng mà ở đây thì sự thay đổi đối với một cái bit nào đấy của IV sẽ dẫn tới một cái sự thay đổi của cái bit tương ứng của P1. Thế nếu mà chẳng hạn người ta địch thủ biết P1 là một cái thông báo mà trong đó cái bit thứ 10 tương ứng với một cái con số, thì như vậy là nếu mà ta thay đổi cái bit thứ 10 của IV thì dẫn tới cái bit thứ 10 của P1 cũng bị thay đổi theo từ 0 thành 1 hay là từ 1 thành 0. Thì như vậy nó vẫn là một con số, vẫn là một cái bit trong một con số. Nếu đấy là một chữ cái thì như vậy là đang từ chữ cái S trong student chẳng hạn thì nó trở thành một cái chữ cái nào đấy như là Y trong sử student, và cuối cùng nó trở thành một cái từ không có nghĩa, thì như vậy là bên Nhật phát hiện ra là có một cái sự thay đổi. Thì như vậy là sẽ như vậy là việc thay đổi IV sẽ dẫn tới cái sự phát hiện từ phía bên Nhật, thì như vậy là IV không có tính toàn vẹn. Đó. Thế nhưng mà ở đây thì cái sự thay đổi của con số thì rõ ràng không phát hiện ra được. Đấy, thế nhưng mà như vậy là thay đổi IV mà bên Nhật lại không phát hiện ra được. Thế như vậy là rõ ràng là trong trường này cần phải bảo vệ IV để IV không bị thay đổi. Nếu mà không bảo vệ IV thì sẽ dẫn tới B1 bị thay đổi, và như vậy là vi phạm cái tính toàn vẹn của B1 thì không phát hiện ra được. Thì đấy là lý do vì sao cần phải bảo vệ IV. Nhưng mà khác với K, K thì ta phải bảo vệ K vì K có tính bảo mật, còn IV thì ta phải bảo vệ nó vì nó có cái tính toàn vẹn. Đấy. Đấy, thì đấy là cái phương thức CVC. Thế sang một cái phương thức thứ hai. Đấy. Cái phương thức này nó đặc biệt so với phương thức CBC ở cái chỗ là phương thức CBC dùng để mã hóa khối một cái thông báo có độ dài tùy, trong khi cái phương thức CFB ở đây ấy, phương thức thứ hai mà ta xem xét thực ra là phương thức thứ ba. Đấy, tại vì cái phương thức đầu tiên mà ta xem xét là ECB, đúng không? Thì cái phương thức thứ ba mà ta xem xét ở đây thì nó lại có tác dụng là mã hóa luồng một cái thông báo có độ dài tùy. Đấy, thì ta biết là mã hóa luồng thì cũng có những cái ưu điểm so với mã hóa khối ở cái chỗ là không cần phải độ thông báo, đúng không? Rồi có thể hoạt động theo thời gian thực, cứ lúc nào có cái bài thì ta có thể mã hóa được luôn, không cần phải chờ gom thành từng khối. Rồi cái thông báo bản mã thì có độ dài bằng cái thông báo nguyên bản. Đấy, trong khi là với mã hóa khối thì đôi khi cần phải độn, thì như vậy là cái thông báo bản mã thì lớn hơn có cái độ dài lớn hơn cái thông báo nguyên bản. Thì cái cách thức hoạt động của CFB là như thế nào, ta sẽ xem xét cái sơ đồ đến đây. Đấy. Thì đối với phương pháp này thì người ta phải chuẩn bị một cái thanh ghi, gọi là cái thanh ghi dịch chip register. Đấy. Có một thanh ghi thôi nhé, chứ không phải là có nhiều thanh ghi, có đúng một thanh ghi thôi, nhưng mà có nhiều cái bước xử lý trên cái thanh ghi đấy. Đấy, đây là cái bước xử lý thứ nhất này, đây bước xử lý thứ hai này, cứ như vậy đến bước xử lý thứ n. Đó. Thì đầu tiên thì cái thanh ghi sẽ được khởi tạo với một cái giá trị là IV. Đấy, thì IV thì đương nhiên là một cái giá trị mà hai bên chia sẻ với nhau giống như là phương thức CBC lúc trước. Đấy, tức là ta giả định lúc này là cả hai bên là bên gửi bên nhận đều biết IV là gì.
IV được đưa vào cái thanh ghi dịch. Sau đó người ta mã hóa cái thanh ghi dịch với giải thuật mã hóa khối đối xứng. Thì dĩ nhiên là cái độ dài của cái thanh ghi dịch phải trùng với cái độ dài của cái giải thuật mã, độ dài các thông báo của cái giải thuật mã hóa khối đối xứng. Đấy, ví dụ như là giải thuật mã hóa khối đối xứng ở đây ta giả định là AES, thì như vậy là thanh ghi dịch phải có độ dài là 128 bit. Thì như vậy là cái giá trị B ở đây ấy, là bằng 128 B, cái ký hiệu B là cái độ dài của khối trong cái giải thuật mã hóa khối đối xứng, và cũng là cái độ dài của cái thanh ghi dịch nha. Nếu mà cái giải thuật mã hóa khối đối xứng được chọn là AES thì như vậy là B sẽ bằng 128. Đó. Thì sau khi mã hóa với khóa K đấy, thì mã hóa thanh ghi dịch với khóa K đấy, thì ta được một cái thông báo bản mã, một cái khối bản mã có độ dài dĩ nhiên là B bit. Đấy, B với AES là 128 đấy. Thì với B bit này thì ta không lấy tất cả B bit mà ta chỉ lấy ra S bit thôi. S bit tức là số bit của một đơn vị thông tin. Đấy, đơn vị thông tin có thể là một bit, có thể là một byte, có thể là một từ, thông thường là một byte. Đấy, thì nếu mà một là một byte là cái trường hợp thông thường nhất ấy, thì S bằng 8. Thì như vậy là trong 128 bit thì ta chỉ lấy ra 8 bit có trọng số. Mọi người đừng thao tác thì nhé, hình như là tôi cũng chưa nghĩ ra cái cách nào để ngăn chặn mọi người can thiệp vào đây, hoặc là cũng có thể là tôi gg gì đấy trên màn hình đấy. Thì lấy ra là S bit tức là 8 bit đấy, 8 bit có trọng số lớn nhất, tức là 8 bit ở bên trái của cái khối bản mã. Thế còn những cái bit còn lại 128 trừ đi 8 bằng 120 bit còn lại thì bỏ đi. Có bạn nào có nhu cầu thêm vào được rồi. Để chờ một chút để thêm vào nhé. Đó là recording stop à? À được rồi. Đoàn Đình An. Đấy, Đoàn Đình An đã được thêm vào rồi nhé. Có thể bảo bạn ý tham gia vào lớp học ngay lập tức nhé. Đấy thì ta đang nói về cái việc chọn ra 8 bit của cái khối bản mã. Đấy. Thì 8 bit này sẽ được XOR với, tức là 8 bit này chính là đóng vai trò của cái byte khóa trong cái sơ đồ mã hóa theo luồng đấy. Ta biết là cái sơ đồ mã hóa theo luồng nó thực hiện rất là đơn giản, nó chính là một cái phép XOR. Và cái vấn đề ở đây là làm sao để sinh ra các byte khóa K. Đấy, cứ mỗi một cái byte nguyên bản sẽ được XOR với một cái byte khóa K, và những cái byte khóa K được sinh ra một cái liên tục. Đấy, có bao nhiêu byte nguyên bản thì đã sinh ra bấy nhiêu byte khóa K. Đấy, thì đây chính là một cái cách để sinh ra những cái byte khóa K, tức là cái S bit được chọn chính là cái byte khóa K. Và cái byte khóa K được XOR với cái byte nguyên bản B1 thì ta có được cái byte bản mã C1. Đấy, sau khi có cái byte bản mã C1 rồi thì ta lại chuẩn bị thực hiện cái thao tác tiếp theo để có thể mã hóa cái byte nguyên bản tiếp theo là B2. Đấy, để có thể mã hóa B2 thì ta phải sinh ra cái byte khóa K tiếp theo. Đấy, thì để sinh ra cái byte khóa K tiếp theo thì quy trình nó lặp lại ở cái chỗ là ta lại lấy cái thanh ghi dịch để ta mã hóa. Nhưng mà trước khi mã hóa cái thanh ghi dịch thì ta phải thực hiện một số thao tác trên cái thanh ghi dịch. Đầu tiên là ta phải dịch cái thanh ghi dịch sang bên trái B bit
không phải là dịch vòng nhé, nên là bê bít thì như vậy là bê bít có trọng số lớn nhất lúc trước của cái thanh ly dịch sẽ bị vứt đi, và như vậy là có bê bít ở phía bên phải là trống. Đấy, thì bê bít ở phía bên phải sẽ được lấp đầy bằng bê bít, à không phải, tôi nói nhầm, ép bít nhé, ép bít tức là ta dịch cái thanh ly dịch sang bên trái ép bít. Cụ thể là trong cái ví dụ của ta là F là bằng 8 ấy, thì thanh ly dịch sẽ dịch dịch sang bên trái 8 bit. Đấy. Thì như vậy là 8 bit có trọng số lớn nhất là bị vứt đi ra ngoài. Đấy. Thế còn 120 bit trong trường hợp này là B bằng 128, 120 bit đang ở phía bên phải dịch sang bên trái 8 vị trí. Rồi ta thấy là có 8 bit trống ở phía bên phải nhất. Thì 8 cái vị trí bit trống đấy sẽ được lắp đầy bằng 8 bit của cái byte bảng mã C1. Như vậy là ta có một cái thanh ly dịch mới. Thì cái thanh ly dịch mới, tức là cái một cái giá trị mới của cái thanh ly dịch, thì cái thanh ly dịch lại tiếp tục được mã hóa theo cái quy trình như lúc trước và cũng lại lấy 8 bit có trọng số lớn nhất của cái khối bản mã thu được để XOR với cái byte nguyên bản tiếp theo, tạo ra cái byte bản mã tương ứng. Cứ như vậy, quy trình lặp đi lặp lại. Thì đấy là cái phép mã hóa. Đấy. Với cái phép giải mã thì ta thấy là theo cái sơ đồ mã hóa theo luồng ấy, thì đối với phép giải mã thì người ta cũng lấy cái bộ sinh số giải ngẫu nhiên để sinh ra chuỗi những byte quá k theo đúng trình tự như là cái trình tự đã được thực hiện ở cái phép mã hóa. Chỉ có cái là với cái phép XOR thì người ta đảo lại. Lúc trước là B1 được đưa vào làm đầu vào và tạo ra, tức là những cái đơn vị nguyên bản được đưa vào làm đầu vào cùng với những cái byte khóa để tạo ra những cái byte bản mã. Thì lúc này đối với phép giải mã thì những cái byte bản mã được đưa vào làm đầu vào cùng với những cái byte khóa để tạo ra những cái byte nguyên bản. Đấy, thế nên là ta thấy là cái khối liên quan đến thanh ly dịch rồi phép mã hóa thì giữ nguyên nhé, chứ không phải là cứ giải mã thì là đảo ngược lại thành thành cái giải thuật giải mã đâu. Mặc dù đây là cái phép phép mã hóa nhưng mà ta vẫn sử dụng cái giải thuật giải mã vì cái quy trình vẫn theo đúng thứ tự như là đối với cái phép mã hóa nhé. Nên là cái giải thuật ở đây vẫn là giải thuật mã hóa chứ không phải là giải thuật giải mã như là đối với cái phương thức CBC. Đấy, thì cái quy trình về cái thanh ly dịch vẫn thực hiện đúng như là trong cái phép mã hóa, chỉ có cái phép XOR thì đổi chiều thế thôi. Đấy. Đang từ đầu vào là B1, B2 đến BN. Thì bây giờ đầu vào sẽ là C1, C2 đến CN. Và B1, B2 đến BN thì sẽ trở thành đầu ra. Đấy. C1, C2 đến CN lúc trước là đầu ra thì bây giờ là đầu vào. Thế còn những byte khóa thì luôn luôn là cái đầu vào của cái phép XOR. Đấy. Thì đấy là cái thanh ly dịch. Đấy là cái quy trình CFB là như thế. Với cái phương thức CFB thì ta thấy là nó có một cái hạn chế. Có một cái hạn chế đấy là nếu mà có một cái lỗi ở trong cái byte bản mã nào đấy, tức là trong quá trình truyền trên mạng thì có thể có những cái lỗi truyền phát sinh đấy, khiến cho một cái byte bản mã nào đấy thì nó bị thay đổi, chẳng hạn như là C1 bị thay đổi, tức là cái giá trị mà bên nhận nhận được đối với C1 thì nó khác với cái giá trị do bên gửi tạo ra đấy. Thì như vậy là cái C1 ở đây này trong cái sơ đồ giải mã nó sẽ thay đổi. Đấy, nếu mà C1 thay đổi thì ta nhìn vào cái sơ đồ thì ta thấy cũng B1 cũng sẽ thay đổi theo. Đấy, thế nên vậy là C1 thay đổi thì dẫn tới B1 thay đổi là chắc chắn này.
Thì ta tưởng tượng C1 ở đây thay đổi thì cũng dẫn tới một cái giá ấy, giá trị B1 nó khác đi. Đấy, nhưng mà C1 thay đổi ta thấy còn có mũi tên đi vào thanh di dịch. Đúng không ạ? Thì như vậy cái thanh di dịch cũng bị thay đổi. Đấy, và cái thanh di dịch bị thay đổi thì cũng dẫn tới B2 thay đổi. Và cái thanh di dịch ấy, cái giá trị cái 3 cái C1 nó thay đổi thì nó C1 nó nằm ở ở 8 bit bên phải nhất và cứ phải qua 16 lần dịch. Đấy. Qua 16 lần dịch. Đúng không ạ? Là thì nó mới bị đẩy ra ngoài. Đấy. Thì như vậy là nó cái giá trị thay đổi của C1 nó nằm trong thanh di dịch ở 16 lần mã hóa tiếp theo. Đó. Đến lần thứ 17 thì nó bị tống ra ngoài. Thì nó như vậy nó không ảnh hưởng gì đến những cái khác giải mã. Thế như vậy là cái sự thay đổi của C1 sẽ dẫn tới B1, B2 đến P17 thì thay đổi. Đấy, từ B2 đến B17 là có 16 phép mà cộng thêm B1 nữa 17. Đấy. Thế là có 17 cái cũng 17 cái đơn vị nguyên bản bị thay đổi nha. Thì như vậy là nếu mà phương pháp này mà áp dụng trên cái môi trường truyền không dây ấy, thì trên môi trường truyền không dây xác suất xảy ra lỗi nó rất là lớn. Đấy thì nó sẽ dẫn tới là bây giờ nếu mà C1 thay đổi thì lại phải thay truyền lại rất nhiều những cái khối rất nhiều những cái đơn vị bản mã tương ứng với những đơn vị nguyên bản B1, B2 đến BN. Thế nên là phương pháp này thì không thích hợp để sử dụng trong cái môi trường truyền không dây. Thì trong môi trường truyền không dây để mã hóa theo luồng người ta lại sử dụng cái phương pháp là OFB, OFB tức là Output Feedback. Output Feedback Loop. Nhưng mà ta sẽ không xem xét cái phương thức đấy nhé. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó tức là ở đây thay vì C1 được đưa vào cái thanh di dịch thì người ta đưa cái kết quả cái bài khóa, cái bài khóa tức là cái F bit là đầu ra của cái giải thuật mã hóa vào cái thanh di dịch. Output tức là output feedback. Cái này gọi là cipher feedback vì C1 là những cái cipher. C1, C2 đến CN-1 là những cái cipher được feedback, tức là đưa vào phản hồi của thanh di dịch. Trong khi là output feedback tức là đầu ra của cái giải thuật giải mã được feedback đưa vào thanh di dịch. Đấy, chúng ta đưa sớm hơn. Thế thôi. Ta nghĩ các bạn nghỉ giải lao 10 phút nhé. Mọi người nghỉ giải lao 10 phút ạ.
Ta tiếp tục nhé. Đấy thì như vậy là ta đã xem xét cái phương thức CFE. Cái điểm đặc biệt của phương thức này là mặc dù cái giải thuật được sử dụng là một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng, thế nhưng mà nó có thể cho phép mã hóa một thông báo có độ dài tùy ý theo cái cách thức là mã hóa luồng, hay là cũng có thể là theo cách thức là mã hóa khối. Nếu mà theo cách thức mã hóa khối thì như vậy ở trong trường này ta sẽ chọn S là bằng B nhé, chọn S bằng B tức là không bỏ đi bất cứ bit nào. Đấy, thì ta thấy nó hoạt động như là một cái phương thức mã hóa khối. Đấy, thế nếu mà S mà nhỏ hơn B thì đấy là mã hóa luồng, còn S bằng B thì đấy là mã hóa khối. Cơ bản ý tưởng của nó là như vậy. Và OFB thì cũng là một cái phương thức vừa cho phép mã hóa luồng vừa cho phép mã hóa khối. Nó chỉ có một cái chút thay đổi về 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 cái phản hồi và cái thanh ghi dịch. Bây giờ ta xem xét thêm một phương pháp nữa cũng được sử dụng khá là thường xuyên trong các ứng dụng an ninh mạng. Hoàng Nguyễn đang chờ, được rồi, unmute được. Rồi, thì cái một cái phương thức nữa cũng được sử dụng khá là phổ biến trong ứng dụng an ninh mạng, đặc biệt là thời gian gần đây, tức là cái phương thức này thì nó được 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 công bố, được đề xuất từ cách đây khá lâu rồi. Đó. Thế nhưng mà cái thời gian gần đây với sự xuất hiện của những cái kiến trúc tính toán song song ấy, thì cái phương thức này lại thu hút cái sự chú ý và được 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 sử dụng rất là phổ biến. Đấy, thì cái cách thức hoạt động của phương thức này rất là đơn giản. Đấy, thì ta thấy là cái mô hình của nó thì cũng giống như là cái phương thức CFB, ở cái chỗ là cái đấy là một cái phép phép mã hóa cơ bản, đây là phép XOR nhá. Cũng giống như trước, tức là ta có P1, P2 đến PN, có thể là những cái bang, cũng có thể là khối. Đấy, tùy thuộc cái phương thức mã hóa là luồng hay là phương thức mã hóa khối. Nếu mà mã hóa luồng thì P1, P2 đây là đến PN là những bang. Thế còn nếu mã hóa khối thì P1, P2 đến PN là những khối. Đấy. Thế thì bây giờ là cái nó chỉ khác ở cái cách sinh ra các bài khóa K. Đấy, tức là khóa khác ở cái phần 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 sinh ra một cái đầu vào của cái phép XOR thôi, là cái phần trên này này, phần chấm 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 này này. Đấy, thì thay vì sử dụng một cái thanh ghi dịch và biến đổi cái thanh ghi dịch đấy thành những cái giá trị khác nhau, đấy, thì người ta đưa những cái giá trị khác nhau vào những cái giải thuật mã hóa khối đối xứng. Thì ta thấy là cái tác dụng nó cũng y hệt như vậy thôi, tức là thay vì là có một cái thanh ghi dịch rồi phải biến đổi các thứ gì đấy rồi mới thực hiện được những cái phép mã hóa tiếp theo, thì ở đây là cái tác dụng của nó là ta có những cái giá trị khác nhau đưa vào những thanh ghi dịch, thì như vậy là ta có thể thực hiện những cái phép mã hóa tiếp theo không phụ thuộc vào kết quả của những cái phép mã hóa trước đó. Đấy, với những phương thức trước thì để thực hiện được một cái phép mã hóa sau thì cần phải có kết quả của phép mã hóa trước, trong khi ở đây ta chủ động và tạo ra những cái giá trị đầu vào khác nhau ngay từ đầu rồi. Đấy, thì như vậy là không cần phải chờ kết quả của những phép mã hóa trước. Đấy. Thế như vậy là những cái giá trị đầu vào ở đây là yêu cầu là phải khác nhau. Đấy, đấy là cái yêu cầu duy nhất. Thế thông thường thì hai bên sẽ phải cung cấp, tức là phải thống nhất với nhau không chỉ cái khóa K mà còn phải thống nhất, tức là chia sẻ với nhau những cái biến đầu vào là counter 1, counter 2 đến counter N này. Đấy, nhưng mà nếu mà chia sẻ với nhau n giá trị counter như vậy thì chi phí của nó có thể khá là cao, nên là có một cái cách đơn giản hơn
là hai bên chỉ trao đổi với nhau một cái giá trị counter nào đấy, rồi cứ cộng một hay là cộng một cái giá trị bất kỳ gì đấy, thì thông thường là cộng một thì biến thành counter 2 rồi lại counter 3 rồi counter n tăng tăng, tức là đầu tiên là counter 1 thì có thể là lấy một cái giá trị khởi tạo đấy, là hai bên phải chia sẻ với nhau cái giá trị khởi tạo, rồi sau đó counter 2 thì là bằng cái giá trị khởi tạo cộng 1, counter 3 bằng cái giá trị khởi tạo cộng 2, cứ như vậy đến counter n bằng cái giá trị khởi tạo cộng n trừ 1. Đấy thì bên này thì cũng chỉ cần biết cái giá trị khởi tạo thì có thể tự động tính ra giá trị của tất cả các counter 1 đến n. Thì đấy là cái cơ chế hoạt động, và dĩ nhiên là trong cái công thức CTA, tức là counter đấy, viết tắt của counter ấy, thì cái khối chấm 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 ở phía mã hóa cũng giữ hệt, giữ 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 nguyên trong cái phép giải mã nhá. Tức là ở đây những cái giải thuật được sử dụng cũng chỉ là những cái giải thuật mã hóa chứ không phải là chuyển sang thành những cái giải thuật giải mã. Nó giống như là các phương pháp CFB và OFB trước. Đấy. Thế thì cái phương pháp CTA thì nó có ưu điểm và là về cái hiệu quả. Tức là ta nhìn vào cái sơ đồ này ta thấy là những cái phép mã hóa có thể thực hiện một cách song song, nó thì độc lập với nhau. Đấy. Trong khi là với cái phương pháp CFB lúc trước thì phải tuần tự xong cái phép thứ nhất mới thực hiện cái phép thứ hai đến ra đến những phép sau. Trong khi ở đây là ta có thể thực hiện tất cả những cái phép mã hóa một cách song song. Tương tự như vậy các phép giải mã cũng có thể được thực hiện một cách song song, đó. Và thậm chí là có thể tiền xử lý trước nếu cần, tức là hai bên đã chia sẻ với nhau những cái giá trị là K và IV thì hoàn toàn có thể tính ra được những cái byte khóa. Như vậy là ta có thể tính các byte khóa rồi, đến khi mà bên gửi có nhu cầu gửi thông báo nào đấy thì chỉ việc XO rất là nhanh, và bên nhận cũng tương tự như vậy, tính trước những cái byte khóa chuẩn bị, và mỗi khi nhận được những cái bài bản mã thì chỉ việc thực hiện cái phép XOR là có được những cái bài nguyên bản, tức là có được cái thông báo nguyên bản là được. Đấy, thì đấy là những ưu điểm. Đấy, rồi, ví dụ như là ta chỉ muốn 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 biết được cái nội dung của một khối P2 hay là BK bất kỳ nào đấy, thì như vậy là ta chỉ cần thực hiện cái phép giải mã thứ K, không cần phải thực hiện những cái phép khác. Đấy, tức là có thể truy cập ngẫu nhiên vào một cái giá trị nào đấy, và mặc dù nó đơn giản như vậy nhưng mà về mặt an ninh là cũng được đảm bảo, tức là người ta cũng đã phân tích cái phương thức này và người ta thấy là nó cũng không có bất cứ một cái yếu điểm toán học gì. Đấy, ta thấy là cái tiêu chí đơn giản không không nhất thiết là cứ phải làm phức tạp thì mới đảm bảo an toàn, mà đấy, đôi khi làm rất đơn giản cũng đảm bảo an toàn. Thì đấy là tất cả những nội dung của cái chương 2 này, tức là trong chương 2 thì ta đã học về những nguyên tắc chung về mã hóa, khái niệm về mã hóa mạnh, chế độ an toàn, tính toán, những phương pháp thám mã, phân tích toán học và phép cạn, rồi đã học về nguyên tắc mã hóa khối đối xứng kèm theo một số những cái giải thuật mã hóa khối đối xứng tiêu biểu, và đã học về nguyên tắc mã hóa luồng và kèm theo một cái giải thuật mã hóa luồng tiêu biểu, sau đó là những phương pháp khác nhau để sử dụng một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng mã hóa một thông báo dữ liệu. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ chuyển sang chương tiếp theo là chương 3. Đó. Chương 3, các bạn chờ một chút để đưa cái slide bài giảng của chương 3 lên. Đã, cái slide này là mới dùng cho chương 1 và chương 2 thôi. Nhưng chương 3 lại có, tại vì là team thì nó không cho phép upload một cái slide bài giảng quá dài nên phải tách ra thành từng file riêng.
mà chưa có rồi. Đến như vậy là team thì nó cũng có hạn chế như là trên website môn học. Ở trên website môn học tức là sử dụng Big Blue Button ấy, thì mỗi lần ta chỉ có thể upload được một cái file kích thước nhỏ thôi. Trong khi ở đây thì hình như là không có hạn chế về kích thước file. Ở đây hình như nó không có cái nút để chuyển trực tiếp đến một cái trang nào đấy như là trên Big Blue Button thì sao, nên là cũng phải di chuyển thủ công, khá là mất thời gian. À đây rồi, đi quá. Rồi, thế bây giờ ta chuyển sang chương 3, vẫn về mật mã học, nhưng mà đây thì ta sẽ nghiên cứu một cái phương pháp mật mã học khác với cái phương pháp lúc trước, và mật mã khóa công khai. Và đồng thời ta cũng sẽ nghiên cứu cái vấn đề đảm bảo tính xác thực của các thông báo. Đấy. Thì như vậy là có hai cái nội dung nha, hai nội dung. Nhưng mà các bạn lưu ý là trái với chương 2 thì mỗi lần mã hóa cái thông báo để đảm bảo tính bảo mật thì ta phải sử dụng mật mã đối xứng. Trong khi là để xác thực thông báo thì thông thường có thể có nhiều cái phương pháp khác nhau, dĩ nhiên chứ chứ không phải là mật mã khóa công khai là phương pháp duy nhất nhé, mà dĩ nhiên là mật mã khóa công khai thì được sử dụng một cách phổ biến nhất trong xác thực các thông báo nhé. Đấy, thì đầu tiên là về xác thực thông báo. Đấy. Xác thực thông báo là một cái dịch vụ an ninh. Đấy, và cái dịch vụ an ninh này thì nó đáp ứng một số những yêu cầu như thế này. Đấy. Một cái hay là đấy, tức là nó đáp ứng một số yêu cầu có những cái, tức là yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao. Đấy. Có hai loại yêu cầu là yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao. Yêu cầu cơ bản là bắt buộc phải đáp ứng được. Thế còn yêu cầu nâng cao tức là trong một số tình huống thì người ta đưa ra thêm cái yêu cầu nâng cao. Đấy, nhưng mà nó không phải là bắt buộc trong mọi trường hợp. Đấy, ví dụ như là với những cái thông báo không thuộc một phiên, những thông báo đơn lẻ thì có thể là người ta không áp dụng thêm cái tiêu chí về cái yêu cầu nâng cao. Đấy, thế yêu cầu cơ bản là gì? Yêu cầu cơ bản là phải cho phép xác thực, phải cho phép xác minh được cái tính xác thực của các thông báo. Đó. Tức là một cái dịch vụ xác thực, dịch tức là
theo theo từ điển ấy, theo ngôn ngữ học đấy, xác thực tức là xác minh một cái điều gì đấy có phải là thực hay không. Đấy, một cái điều gì đấy có phải là thực hay không. Đấy, thì cái điều gì đấy có thể là thực thì nó khá là chung chung. Đấy, thì trong khuôn khổ của cái dịch vụ xác thực thông báo thì người ta xác định rõ hai cái tiêu chí để xác minh một cái gì đấy có phải là thực hay không về các thông báo. Tức là những cái gì đấy là thực, xác minh một cái điều gì đấy về thông báo có phải là thực hay không. Thì có rất tất nhiên là rất nhiều những cái thông tin về thông báo có thể là cần phải xác minh, nhưng mà ở đây người ta chỉ đặt ra yêu cầu xác minh hai thứ thôi. Cái xác minh thứ nhất là xác minh cái nguồn gốc của thông báo có đúng là thực hay không. Đấy. Nguồn gốc của thông báo có đúng là thực hay không là cái yêu cầu thứ nhất. Đấy. Thế còn xác minh một cái ví dụ như là cũng có thể có những cái tiêu chí khác là xác minh cái ví dụ như là xác minh cái giao thức gửi thông báo chẳng hạn, thì đây người ta không đặt ra cái tiêu chí đấy nha. Những cái thông tin như là giao thức gửi thông báo thì có thể xuất hiện trong phần header, hay là có thể là xác minh về cái đích gửi của cái thông báo thì người ta không đặt ra cái yêu cầu về xác minh những thông tin như vậy, mặc dù là có thể có nhiều cái thông tin khác nhau về cùng một cái thông báo. Thì trong rất nhiều những thông tin khác nhau về cùng một thông báo thông thường là được mô tả ở trong cái phần header của thông báo ấy, thì người ta chỉ đặt ra yêu cầu là xác minh cái tính tức là cái nguồn gốc của thông báo, tức là như là trong một cái gói tin IP thì nguồn gốc của thông báo được thể hiện ở cái địa chỉ IP nguồn. Đấy, địa chỉ IP nguồn. Đấy, trong khi là với một cái gói tin ở tầng giao vận thì nó có thể gồm hai thông tin là địa chỉ IP nguồn và cái cổng nguồn, số cổng nguồn. Đấy. Và một cái tiêu chí cần phải xác minh thứ hai là cái nội dung của thông báo là có bị thay đổi. Đấy, tức là xác minh là cái thông báo nhận được thì cái nội dung của nó là y hệt như là khi nó được tạo ra vừa được gửi đi. Đấy, tức là liên quan đến tính toàn vẹn ở đây. Tức là trong cái tính xác thực là có bao gồm cái tính toàn vẹn. Đấy. Thì đấy là những yêu cầu cơ bản. Thế trong một số trường hợp người ta có thể đặt ra thêm những cái tiêu chí cần phải thỏa mãn mang tính chất nâng cao, có nghĩa là người ta cần có thêm những cái yếu tố như thế này thì mới có thể kết luận được cái thông báo là có xác thực hay không. Là thứ nhất là đảm bảo về trình tự gửi các thông báo, tức là trong trường hợp hai bên trao đổi với nhau một chuỗi các thông báo thì phải đảm bảo được là cái trình tự mà cái bên nhận nhận các thông báo ấy, để chuyển lên trên cũng đúng là cái trình tự được tạo ra từ phía bên gửi. Đấy, ví dụ như là cái thông báo thứ nhất được gửi tiếp cái thông báo số 2 thì bên nhận cũng sẽ xử lý cái thông báo thứ nhất như là cái thông báo gửi trước và cái thông báo số 2 thì sau, chứ không phải coi cái thông báo số 2 là cái thông báo đầu tiên trong chuỗi các thông báo mà bên nhận nhận được từ bên gửi. Thì đấy gọi là về trình tự, tức là đảm bảo trình tự gửi là chính xác, là đúng như trong thực tế. Đấy. Và cái thứ hai là cái thời điểm gửi thông báo. Đấy, tức là mỗi một cái thông báo nó gửi thì nó phải có tính thời điểm, tức là không được đến quá muộn. Đấy, không được lặp lại. Đấy. Đến quá muộn hay là vào một cái thời điểm nó không phù hợp thì ta gọi là không đúng thời điểm. Ta phải xác minh là cái thông báo được gửi có được gửi và được nhận có đúng thời điểm hay không. Thông thường cái độ trễ ở trên mạng là tối đa là 1 giây, thì nếu mà một thông báo nào đấy mà đến sau 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 vài giây là gì đấy thì như vậy là nhiều khả năng đấy là một cái thông báo đến không đúng thời điểm. Đấy. Thì phải xác minh những cái thông tin như vậy trong một số trường hợp. Đấy. Thì cái yêu cầu đặt ra như vậy, những cái tiêu chí rất là rõ ràng nha, người ta đưa ra những tiêu chí rất là rõ ràng như vậy. Thế làm sao để có thể đáp ứng được những tiêu chí này, tức là có thể xác minh được cái tính xác thực của các thông báo, rồi có thể xác minh thêm một số những thông tin khác nữa. Đấy. Thì có ba cái phương pháp tất cả.
Đấy, tức là không có một cái phương pháp duy nhất mà có ba phương pháp tất cả để cung cấp cái dịch vụ xác thực. Cụ thể đây là ta có thể sử dụng hàm băng, ta cũng có thể sử dụng mã hóa thông báo. Đấy, ta đã học lúc trước là mã hóa thông báo thì có tác dụng bảo mật, nhưng mà mã hóa thông báo cũng đồng thời có cái tác dụng là bảo vệ cái tính toàn vẹn. Thế nên là ta mới nói đến cái tính toàn vẹn trong cái sơ đồ, trong cái sơ đồ CBC đấy, tính toàn vẹn liên quan đến cái IV đấy. Đấy. Rồi một cái phương pháp nữa là dùng phương pháp mã xác thực thông báo. Đấy. Ta lưu ý ở đây là mã hóa thông báo thì người ta gọi chung chung như vậy, tức là đây có hàm ý là ta có thể sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo, mà cũng có thể sử dụng mật mã hóa công khai để xác thực thông báo nhé, chứ không phải là chỉ mã hóa đối xứng như ta đã học lúc trước, mà mã hóa thông báo ở đây cũng có thể là sử dụng mật mã hóa công khai. Phương pháp nào cũng có thể sử dụng được trong xác thực các thông báo. Đấy là về xác thực thông báo như vậy. Đấy, thế bây giờ ta đi vào từng phương pháp một. Thì trong ba cái phương pháp như vậy thì ta thấy là có một phương pháp rất là quen thuộc là mã hóa thông báo, cụ thể là mã hóa đối xứng. Đó là ta đã học rồi. Đấy, và ta cũng đã phần nào xem xét để tính toàn vẹn, tức là một cái yếu tố của cái tính xác thực trong cái chương trước. Đấy, thế thì bây giờ ta sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng hơn về việc sử dụng của mã hóa đối xứng để đảm bảo cái tính xác thực của các thông báo. Đấy. Thì mã hóa đối xứng ở đây chính là mã hóa truyền thống đấy, conventional encryption, mã hóa truyền thống. Đấy. Thì mã hóa truyền thống có thể được sử dụng để đảm bảo cái tính xác thực của các thông báo, nhưng mà phải có kèm theo yêu cầu, chứ không phải là trong bất cứ tình huống nào ta cũng có thể sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực một cái thông báo. Cụ thể đây cái điều kiện đặt ra là tôi chỉ có thể sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực một cái thông báo nếu cái thông báo đấy có một cái cấu trúc gì đấy để nhận biết là nó có hợp lệ hay không. Đấy, chứ nếu mà không có một cái cấu trúc gì đấy để có thể nhận biết nó hợp lệ hay không ấy, thì như vậy là không thể sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo. Đấy, ví dụ như là một thông báo được gửi ở những tầng thấp như là tầng mạng đấy, hay là tầng sao vậy, thì về nguyên tắc là nó có thể chứa những thông tin bất kỳ, một chuỗi những phân bất kỳ. Đấy, thì cái chuỗi thông báo nào cũng có thể coi là hợp lệ. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì ta không thể nào sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo. Đấy. Nhưng mà nếu mà đấy là một cái thông báo ở từng ứng dụng như là một cái thư điện tử chẳng hạn, thế thì có những cái nội dung thư điện tử thông thường ấy, thì ta sẽ biết ngay đấy là hợp lệ hay không, tức là nó phải có ngữ nghĩa được viết theo một cái ngôn ngữ nhất định chẳng hạn như là tiếng Anh. Nếu mà ta nhìn một cái thư điện tử mà ta thấy có một cái ngữ nghĩa theo tiếng Anh chẳng hạn, hay là tiếng Việt, hay là bất cứ ngôn ngữ nào, đấy, thì ta nói là cái thông báo đấy có cấu trúc này được viết theo một cái văn phạm, theo một cái quy tắc nhất định. Đấy, thì, và ta có thể nhìn vào một cái thông báo và ta biết nó hợp lệ hay không, trong khi là nếu mà một cái thông báo mà không viết theo một ngôn ngữ nhất định, ta nhìn vào ta biết ngay nó là không hợp lệ. Đấy. Thì mới có thể sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo nha. Đấy là cái điều kiện đặt ra là như vậy. Thế thì cái nguyên tắc của sử dụng mã hóa đối xứng là gì? Tức là bây giờ là tôi muốn xác thực một thông báo, thế thì cái thông báo đấy sẽ được mã hóa bằng phương pháp mã hóa đối xứng. Đấy, sử dụng kiến thức mà ta đã học ở chương 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 hai đấy. Đấy. Rồi sau đó thì cũng theo quy trình như ở chương hai, tức là ta sẽ truyền từ bên gửi cái thông báo bản mã đến bên nhận. Đấy. Thì bên nhận khi mà nhận được cái thông báo bản mã thì sẽ xác minh như thế nào?
Bên Nhật sẽ đơn giản là thực hiện đúng cái quy trình như là quy trình về bảo mật ở chương 2, tức là giải mã cái thông báo, tất nhiên là sử dụng khóa rồi sử dụng giải thuật giải mã phù hợp và thu được một cái thông báo nguyên bản. Đấy. Sau khi thu được cái thông báo nguyên bản thì phải có một cái động tác kiểm tra. Cái động tác kiểm tra ở đây là quan sát cái thông báo nguyên bản xem nó có phải là một cái thông báo có cấu trúc hợp lệ hay không, tức là nó có phải là một cái thông báo viết theo một ngôn ngữ nhất định hay không, hay là đấy một trật tự bất kỳ của các ký tự không thể hiện một cái nghĩa gì cả. Đấy, thì nếu mà nó thể hiện một cái nội dung, một cái ngữ nghĩa, tức là theo một cái cấu trúc hợp lệ nào đấy, thì cái bên Nhận sẽ kết luận thông báo này là xác thực. Còn nếu mà cái thông báo nó có một trật tự bất kỳ của các ký tự và không thể hiện đấy là một cái thông báo hợp lệ đấy, thì sẽ nói đấy là không xác thực. Đấy, thì đấy là cái quy trình đối với việc sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo. Thì thông thường thì cái thông báo có thể có có một cái cấu trúc để nhận biết một cái thông báo hợp lệ so với những thông báo không hợp lệ. Nhưng mà trong trường hợp mà cái thông báo ấy, nó không có một cái cấu trúc để có thể nhận biết được nó là hợp lệ hay không ấy, thì người ta cũng có thể để sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo. Nhưng mà trong trường này ta cần phải thực hiện thêm một cái xử lý, một cái bước xử lý ở phía bên gửi trước khi có thể áp dụng mã hóa đối xứng vào để xác thực thông báo. Đấy là ta phải tạo ra một cái cấu trúc nhân tạo để có thể nhận biết một cái thông báo có hợp lệ hay không. Chẳng hạn như là gắn thêm một cái checksum, một cái mã phát hiện lỗi đấy vào kèm thông báo, thì như vậy là cái thông báo nguyên bản kèm theo cái cấu trúc nhân tạo, một cái gọi là cái checksum hay là cái mã phát hiện lỗi, thì cả hai cái đấy nó tạo thành một cái thông báo nhân tạo, để như vậy là tôi có thể áp dụng mã hóa đối xứng lên cái thông báo nhân tạo đấy, và tôi nhìn vào cái thông báo nhân tạo thì tôi cũng có một cái cách thức để tôi nhận biết cái thông báo nhân tạo đấy là có hợp lệ hay không, tức là cái thông báo ban đầu có hợp lệ hay không. Đấy, tức là trên cơ sở là tôi kiểm tra cái checksum, tôi sinh checksum từ cái thông báo nhận được, thông báo nguyên bản đấy nhận được, tôi so với cái checksum gửi kèm với cái thông báo nguyên bản, nếu mà hai cái chung với nhau thì tôi nói à cái thông báo này là hợp lệ và như vậy là nó là xác thực. Còn nếu mà hai cái nó khác nhau thì tôi kết luận là cái thông báo không hợp lệ, không xác thực. Đấy, thì đấy là những cái điều kiện như thế nhé. Nhưng mà tóm lại là nếu mà đấy là một thông báo bất kỳ thì ta phải cố gắng tạo ra một cái cấu trúc nào đấy cho phép xác minh một cái thông báo là có hợp lệ hay không. Thế thì bây giờ ta sẽ lý luận một chút, ta sẽ phân tích một chút là vì sao mã hóa đối xứng có thể sử dụng để xác thực thông báo. À, vì ta biết là bây giờ là một cái phương pháp sẽ cho phép xác thực thông báo nếu như nó có thể xác minh được hai cái tiêu chí cơ bản. Đó. Và tất nhiên là ta có thể nói đến hai cái tiêu chí nâng cao. Bây giờ ta xem xét hai cái tiêu chí cơ bản trước. Cái tiêu chí cơ bản thứ nhất đấy là nó cho phép xác minh là cái thông báo do một cái người nhất định nào đấy tạo ra. Người ta lý luận như thế này: bây giờ có hai người là A và B chia sẻ với nhau một cái khóa K. Đấy, hai người A và B chia sẻ với nhau một khóa K. Thì A sẽ sử dụng khóa K để mã hóa một thông báo. Đấy. Thế bây giờ B sẽ sử dụng cái khi mà nhận được một thông báo, thì trong cái phần header của thông báo sẽ nói cái thông báo này là do A tạo ra. Thế thì B sẽ sử dụng cái khóa K mà B chia sẻ với A để giải mã thông báo. Đấy. Thế B nếu mà giải mã thông báo và thấy cái thông báo là hợp lệ, thì như vậy là B sẽ biết một cái điều là cái thông báo bản mã mà nó vừa mới giải mã phải được tạo ra bởi A. Đấy, tại vì là nếu mà một cái người nào đấy người ta không có khóa K thì người ta không thể tạo ra được một cái thông báo
để mà khi tôi giải mã với Quaka thì nó là một thông báo hợp lệ, tại vì không có Quaka có nghĩa là sẽ tạo ra một thông báo ngẫu nhiên, tại vì không kiểm soát được cái nội dung của, tức là không kiểm soát được cái thông báo bản mã, đúng không? Để như vậy nó tương ứng với một cái thông báo hợp lệ đấy. Tại vì đấy, nếu mà anh muốn tạo ra một cái bản mã mà tương ứng với thông báo hợp lệ thì anh phải biết cái khóa K phù hợp với khóa K dùng để giải mã. Nếu mà anh không biết cái khóa K đấy tương ứng với khóa được dùng để giải mã thì như vậy là tương đương với cái việc là anh chọn một cái thông báo ngẫu nhiên làm cái thông báo bản mã, và khi mà bên nhận là B giải mã thì sẽ thu được một thông báo ngẫu nhiên. Và một cái thông báo ngẫu nhiên tức là với một cái xác suất cao nó là một thông báo không hợp lệ, tức là ta xem xét các thông báo ở đây trên cơ sở là tập những cái thông báo hợp lệ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tập những thông báo không hợp lệ. Tức là ta xem xét ví dụ như là một cái bức thư gồm những cái ký tự gì đấy thì tập những cái bức thư mà được viết theo đúng văn bản tiếng Anh so với tập những cái bức thư được tạo ra với những cái tự sắp xếp theo một cái trật tự bất kỳ gì đấy không theo quy tắc nào cả ấy, thì cái tập những cái bức thư thể hiện cái sự hợp lệ theo ngôn ngữ ấy, theo quy định của ngôn ngữ ấy, thì cái tập đấy rất là nhỏ đấy, nên là cái xác suất rất cao là cái bên nhận sẽ thu được một cái thông báo không hợp lệ đấy. Thì nếu mà bên nhận mà giải mã ra mà thu được một cái thông báo hợp lệ thì bên nhận sẽ nói là à như vậy là cái thông báo bản lái này sẽ phải được tạo ra với khóa K, thì như vậy sau khi tôi dùng chính khóa K để tôi giải mã thì tôi mới thu được một thông báo hợp lệ như thế này. Thì nếu mà bên nhận mà không biết khóa K, à bên gửi mà không biết khóa K thì sau khi tôi sử dụng khóa K để tôi giải mã cái thông báo bản mã thì cái thông báo thu được nhiều khả năng xác suất rất cao nó là không hợp lệ đấy. Thế như vậy là bên B sẽ biết được với một cái xác suất rất cao là cái thông báo bản mã là được tạo ra với một người có khóa K, và một người, chỉ có một người duy nhất có khóa K ngoài B, đấy là A. Thì tóm lại là cái bên kia phải là A chứ không thể là người nào đấy khác. Nếu mà người nào đấy khác thì người ta không thể nào biết khóa K chung với khóa K mà B sử dụng để giải mã đấy. Thì như vậy là xác minh được cái nguồn gốc của thông báo là đúng là cái người A theo cái thông tin ở trong thông báo. Thông tin trong thông báo nói người A tạo ra thông báo để như vậy B sử dụng khóa K chia sẻ với A để giải mã để xác minh. Thì như vậy là B đã xác minh được là đúng là A là cái người, đã sau khi suy luận các thứ thì A suy ra được cái người tạo ra cái thông báo bản mã chính là người A. Đấy. Rồi về cái tính toàn vẹn, liên quan đến tính toàn vẹn tức là đảm bảo là thông báo không bị thay đổi. Đấy, thế bây giờ cái lý luận nó cũng tương tự như vậy, tức là bây giờ nếu mà một người nào đấy người ta không có khóa K thì người ta không thể nào thay đổi thông báo theo cái kiểm soát để như vậy là sau khi giải mã nó vẫn là một thông báo hợp lệ sử dụng khóa K. Anh không có khóa K nên là anh không thể thay đổi thông báo bản mã theo một cái ý đồ gì đấy để sau khi giải mã với khóa K thì nó vẫn là một thông báo hợp lệ. Thế nên là anh không có K thì anh chỉ có thể thay đổi cái thông báo bản mã theo một cái cách thức ngẫu nhiên nào đấy, và theo một cái cách thức ngẫu nhiên nào đấy thì như vậy khi mà giải mã thì tôi sẽ thấy là cái thông báo là không hợp lệ và tôi biết là cái thông báo đã bị thay đổi. Đấy, tóm lại là như vậy là nếu mà sau khi rồi tôi giải mã mà tôi với khóa K mà tôi thấy cái thông báo là hợp lệ thì tôi biết là cái thông báo bản mã đã phải được tạo ra từ một cái nội dung hợp lệ bởi một cái người có khóa K. Đấy, tức là phải được tạo ra bởi ai, và cái thông báo mà tôi nhận được cũng là cái thông báo do A tạo ra chứ không phải là do một cái người nào đấy không biết khóa K tạo ra, và tôi đã chứng minh được cái tính toàn vẹn của thông báo là như vậy. Thế còn về những cái thuộc tính nâng cao thì khá là đơn giản thôi, chứ là trong trường hợp này thì để đáp ứng được cái yêu cầu về tính có trật tự thì không phải là một cách tự nhiên mà có thể làm được như vậy, mà ta phải bổ sung thêm những cái cấu trúc dữ liệu vào trong cái thông báo. Chẳng hạn như là để đảm bảo cái tính có trật tự thì tôi phải thêm số thứ tự, thì như vậy khi mã hóa thì tôi phải mã hóa thông báo kèm theo số thứ tự.
Đấy, thì tôi sẽ đảm bảo là cái số thứ tự là cái số thứ tự gốc, tại vì là nếu mà một cái người nào đấy người ta không có account, người ta cũng không thể nào thay đổi cái số thứ tự theo một cái cách thức để mà khi mà tôi sử dụng account tôi giải mã thì cái trường số thứ tự cũng là một cái số thứ tự hợp lệ. Và tương tự như vậy để đảm bảo cái tính có thời điểm, đúng thời điểm thì ta có thể gán thêm cái nhãn thời gian vào cái thông báo rồi tôi mới thực hiện mã hóa cả thông báo kèm theo nhãn thời gian. Đấy thì hai cái thông tin đấy đi kèm với nhau. Nếu mà ai đấy tìm cách thay đổi cái thông báo bản mã thì như vậy nó sẽ tạo ra một sự đảo lộn không chỉ trong cái nội dung của cái thông báo nguyên bản mà cái nhãn thời gian lúc này cũng có thể là một cái gì đấy nó không hợp lệ. Đấy thì đấy là lý do vì sao mà người ta có thể sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo. Thế bây giờ cái vấn đề đối với mã hóa đối xứng khi mà ta sử dụng nó để xác thực thông báo đấy là mỗi khi ta sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo thì cái mà bên nhận nhận được nó sẽ là một cái thông báo bản mã, và như vậy là phải thực hiện một cái động tác giải mã thì mới có thể biết được cái nội dung nguyên bản là gì. Nhưng mà trong một số những tình huống thì người ta mua khi mà cái thông báo nguyên bản nó không có tính bảo mật thì cái việc là bên gửi lại mã hóa thông báo cũng gây ra một cái sự khó chịu nhất định đối với bên nhận. Đấy, thì cụ thể là trong những tình huống như thế này, trong những tình huống như thế này tức là chẳng hạn như là một cái server nào đấy ở một cái vị trí khá là xa. Đấy, người ta có một cái nó ở một cái trung tâm dữ liệu gì đấy và mọi người đang làm việc ở một cái phòng và mọi người đều kết nối đến server đấy. Đấy, thế bây giờ là cái server nó chuẩn bị nó dừng vì một cái vấn đề về bảo trì hay là người ta thấy là chuẩn bị có một trục trặc gì đấy nên là cái server nó sẽ gửi một cái cảnh báo đến tất cả các người dùng là đấy hãy kết thúc cái công việc thật nhanh chóng tại vì là cái server chuẩn bị down rồi để thực hiện cái việc bảo trì. Đấy. Thế nếu mà tất nhiên là cái cảnh báo này phải phải được xác thực, tại vì nếu mà cảnh báo không được xác thực thì bạn tưởng tượng là sẽ có những cái kẻ tấn công nó sẽ tìm cách phá hoại server vẫn hoạt động thông thường, vẫn hoạt động một cách thông suốt, không chuẩn bị bảo trì nhưng mà kẻ tấn công vẫn gửi một cái cảnh báo đến tất cả mọi người khiến cho mọi người cứ cuống cuồng kết thúc công việc rồi coi như là những công việc là đang dở dang không hoàn thành. Đấy. Thì rõ ràng là cần phải đảm bảo cái tính xác thực của thông báo đúng là do server gửi và cái nội dung đúng là do cái cảnh báo mà cái server đưa ra. Đấy, thế nhưng mà nếu mà trong trường này mà ta sử dụng mã hóa đối xứng để xác thực thông báo ấy, thì như vậy là mỗi một cái người dùng ở trong một cái phòng nào đấy người ta nhận được cái thông báo người ta đều phải giải mã. Đấy, đều phải giải mã. Thì như vậy mất một cái thời gian. Đấy, trong khi là có thể là chỉ cần một người nào đấy người ta giải mã thôi, không cần phải tất cả mọi người giải mã thì nó hiệu quả hơn. Tức là chỉ cần một người kiểm tra thôi. Đấy, thì trong khi những người khác cứ chuẩn bị kết thúc dần đi, công việc dần đi. Nếu mà người này người ta nói là à cái này không phải xác thực đâu. Đấy, thì như vậy là tiết kiệm thời gian của những người kia, trong khi là nếu mà ta mã họ hóa cái thông báo thì tất cả mọi người đều phải giải mã, mất thêm một khoảng thời gian nhất định. Hay là một cái ví dụ khác là ta có một cái server đấy nhận được truy vấn từ những cái nguồn khác nhau. Đấy. Thế bây giờ vấn đề là phải đảm bảo những truy vấn đấy là hợp lệ. Đấy. Chỉ những cái truy vấn hợp lệ thì mới được đáp ứng. Đấy. Thế nếu tức là phải đảm bảo cái tính xác thực của các truy vấn đúng là từ những cái nguồn đáng tin cậy gửi đến thì tôi không chấp nhận là xử lý những cái truy vấn của những cái nơi không đáng tin cậy. Đấy. Chẳng hạn là nó có thể là những cái nơi đấy sẽ tấn công từ chối dịch vụ gây quá tải
Đấy. Thế nên là phải đảm bảo những cái truy vấn gửi đến là xác thực, là đúng từ cái nguồn đáng tin cậy. Đấy. Thì nếu mà ta sử dụng mã hóa trong trường hợp này thì có thể dẫn đến, tức là mỗi lần mà server lại phải muốn kiểm tra thì lại phải giải mã, lại giải mã cái truy vấn đấy để biết cái nội dung của truy vấn là gì thì mới đáp ứng được. Như vậy là sẽ gây ra một cái quá tải nhất định đối với server trong cái việc giải mã. Thì có một cái cách hiệu quả hơn, đấy là thay vì cứ mỗi truy vấn tôi đều phải kiểm tra cái tính xác thực, thì thỉnh thoảng tôi mới lấy ngẫu nhiên một cái thông báo nào đấy tôi kiểm tra xem là có tính xác thực hay không. Thế còn bình thường thì tôi vẫn cứ đáp ứng. Đấy, giống như là người ta kiểm tra hàng xuất nhập khẩu các thứ thì không phải cứ một cái kiện hàng nào người ta cũng phải dỡ ra, người ta kiểm tra xem là có tồn dư thuốc các thứ rồi có đảm bảo an toàn vệ sinh các thứ hay không, mà người ta sẽ lấy ngẫu nhiên một cái kiện hàng nào đấy người ta kiểm tra. Nếu mà lấy một vài cái kiện hàng mà thấy là mọi điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm rồi các thứ là đều đều ổn thỏa thì người ta sẽ cho toàn bộ cái đợt hàng đấy đi qua. Đấy, thì ở đây cũng như vậy thôi, cũng là để giảm tải cho cái công tác xác thực ấy, thì người ta chỉ lấy một vài cái thông báo để người ta kiểm tra, nếu mà thấy có một cái sự bất thường gì đấy thì người ta chặn tất cả những cái truy vấn từ cái nguồn đấy lại. Đấy, chứ không cần thiết là phải kiểm tra tất cả những cái truy vấn từ cái nguồn đấy gửi đến. Thì ở đây cũng như vậy, với cái việc kiểm tra hàng hóa lưu thông qua hải quan thì người ta cũng thực hiện theo cái nguyên tắc là lấy một cách ngẫu nhiên một vài cái kiện hàng để kiểm tra, chứ không ai có thời gian để kiểm tra tất cả các kiện hàng trong một cái chuyến hàng. Đấy, thì nếu mà ta sử dụng mã hóa đối xứng thì tao bắt buộc phải kiểm tra, tại vì tao phải giải mã. Đấy. Trong khi là bây giờ tôi làm sao, tôi có một cái mong muốn là không cần phải giải mã, tức là cái thông báo vẫn để dạng nguyên bản, để như vậy là tôi thích kiểm tra thì tôi kiểm tra, còn nếu mà tôi không thích kiểm tra thì tôi vẫn biết cái thông báo nguyên bản là gì để tôi có thể để xử lý được. Đấy. Hay là một cái ví dụ rõ hơn nữa là cái ví dụ về 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 diệt virus, về antivirus, tức là những cái chương trình diệt virus thế hệ trước đây ấy, thì ta thấy là thông thường người ta muốn đảm bảo cái tính toàn vẹn của một cái chương trình nào đấy trên máy tính thì người ta sinh ra, người ta phải xác thực cái chương trình đấy, tức là đảm bảo tính toàn vẹn của nó, tức là phải sử dụng một biện pháp xác thực nào đấy. Thì nếu mà ta mã hóa toàn bộ một cái chương trình thì các bạn tưởng tượng ra một cái chương trình có thể kích thước rất là lớn, thế thì ta mã hóa nó thì như vậy sẽ có một cái bất tiện là mỗi lần sẽ có hai cách: tôi mã hóa và tôi chỉ lưu cái bản mã thôi, tôi không lưu nguyên bản. Thế nếu mà tôi chỉ lưu bản mã thì mỗi lần tôi chạy chương trình tôi lại giải mã, rất mất nhiều thời gian. Đấy, còn nếu mà tôi lưu cả nguyên bản và bản mã thì như vậy là mỗi lần tôi chạy tôi có thể thực hiện được ngay, nhưng mà vẫn phải lưu bản mã để có thể kiểm tra được cái tính xác thực ấy. Thì như vậy là cái kích thước, cái dung lượng của ổ đĩa cứng nó sẽ tăng lên gấp đôi, thì cũng đấy là một sự bất tiện. Thế nên là bây giờ cái nhu cầu đặt ra là làm sao để có thể xác định được một thông báo mà không cần phải mã hóa nó. Đấy, ví dụ như cái chương trình thì tôi không cần phải mã hóa cái chương trình đấy, để như vậy là mỗi lần tôi muốn gọi thực hiện chương trình thì tôi không cần phải thực hiện một cái thao tác gọi là giải mã, mất rất nhiều thời gian. Đấy, thì cái nhu cầu đấy gọi là cái nhu cầu xác thực thông báo mà không cần mã hóa thông báo. Đấy. Thì cái ý tưởng ở đây là để xác thực thông báo thì phải có một cái thông tin gì đấy làm căn cứ thì tôi mới thực hiện được cái phép kiểm tra, giống như là các bạn kiểm tra checksum ấy, kiểm tra một cái thông báo có bị lỗi hay không ấy, thì các bạn thấy là có một cái checksum được sinh ra từ thông báo và người ta sử dụng cái checksum đấy để người ta kiểm tra xem thông báo có bị lỗi hay không. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, tức là người ta sẽ sinh ra một cái thông tin gọi là cái thẻ xác thực. Đấy, cái authentication tag. Đấy, rồi cái authentication tag sẽ được đính kèm vào thông báo giống như là cái checksum đính kèm vào các thông báo truyền trên mạng. Đấy. Nhưng mà cái checksum thì cái vai trò của nó là kiểm tra lỗi, còn cái ở đây là cái authentication tag là cái vai trò của nó thì dĩ nhiên là cũng có thể dùng để kiểm tra lỗi, nhưng mà cái mục đích chính để chống tấn công, để kiểm tra xem là cái thông báo có bị tấn công một cách có chủ đích hay không.
Đấy, thì như vậy là cái thông báo vẫn để dưới dạng nguyên bản nhưng mà được gửi kèm theo một cái mã gọi là cái thẻ xác thực, và người ta sử dụng cái thẻ xác thực để người ta kiểm tra xem cái thông báo có xác thực hay không, thay vì sử dụng toàn bộ cái thông báo bản mã làm cái căn cứ để xác thực một thông báo. Đấy, lúc trước là phải sử dụng toàn bộ cái thông báo bản mã thì bây giờ tôi sử dụng một cái thẻ xác thực, và cái thẻ xác thực thì thường có kích thước nhỏ hơn nhiều so với kích thước của thông báo. Đấy, và cái thông báo sẽ vẫn để cái dạng nguyên bản thì như vậy có thể đáp ứng được tất cả những cái tình huống đã nêu, là có thể truy cập một cách nhanh chóng vào cái nội dung nguyên bản. Đấy. Thì đấy là cái yêu cầu đối với việc xác thực không sử dụng mã hóa là như thế, và có hai cái phương pháp cho phép xác thực không cần phải mã hóa là sử dụng hàm băng và dùng mã xác thực thông báo. Đấy, hai phương pháp. Thế còn cái phương pháp mã hóa thì ta đã thảo luận lúc trước rồi, và cái nguyên tắc lúc trước là sử dụng mã hóa đối xứng thì ta cũng có thể thay vì sử dụng mã hóa đối xứng ta sử dụng mật mã hóa công khai, thì cái quy tắc cũng tương tự như vậy, tức là vẫn phải mã hóa rồi sử dụng cái bản mã để xác minh, và để sử dụng cái bản mã xác minh thì lại phải giải mã, thì cái nguyên tắc như vậy. Nếu mà ta sử dụng mật mã hóa công khai cũng không thay đổi gì cả. Thế bây giờ ta sẽ nghiên cứu hai cái phương pháp tiếp theo, là phương pháp sử dụng mã xác thực thông báo và phương pháp sử dụng hàm băng. Trước khi đi vào những cái nội dung tiếp theo thì ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút nhé. Các bạn nghỉ giải lao 10 phút nhé.
Alo, các bạn ta tiếp tục nhé. Mọi người vẫn nghe rõ chứ ạ? Alo. Vâng ạ, vâng ạ. Để ta tiếp tục. Đấy, thì như vậy là ta thấy là nếu mà sử dụng mã hóa để xác thực thông báo thì có những tình huống thì ta thấy là nó không phù hợp. Đấy. Thế nên là người ta nghĩ đến là làm thế nào để có thể xác thực thông báo mà không sử dụng mã hóa, thì thông qua là giữ nguyên cái thông báo nguyên bản, không thay đổi gì cả, nhưng mà tạo ra một cái gọi là cái dấu xác thực. Đấy. Thì một cái phương pháp đầu tiên theo cái hướng này gọi là cái phương pháp mã xác thực thông báo, Message Authentication Code, hay là MAC nhé. Lưu ý ở đây là MAC là Message Authentication Authentication Code, chứ không phải là Medium Access Control như là các bạn học trong môn mạng máy tính đâu nhé. Một số bạn khi mà làm bài thi cuối kỳ thì vẫn cứ nhầm MAC ở đây là địa chỉ MAC hay là cái gì đấy là sai đấy nhé. Đấy, thì cái nguyên tắc của nó như là ta thấy ở trên cái sơ đồ này, tức là cái thông báo nguyên bản ở đây sẽ được đưa qua cái giả thuật MAC, giống như là đưa qua một cái giả thuật checksum ấy, để sinh ra cái gọi là cái mã xác thực thông báo, cái MAC. Đấy, giống như là cái giá trị checksum. Đấy. Và cái vấn đề ở đây là để đảm bảo cái tính xác thực thì phải có sự tham gia của một cái thông tin bí mật. Thì thông tin bí mật đây được gọi là khóa. Đấy, nó trái với checksum. Checksum ai cũng có thể tạo ra được, ngay cả địch thủ cũng có thể tạo ra được, nên là có thể dễ dàng tạo ra ra checksum phù hợp với một cái nội dung đã bị thay đổi. Nên là để ngăn ngừa cái điều đấy, em không cho địch thủ thực hiện được những cái thao tác lên trên cái thông báo mà không bị phát hiện ấy. Đấy, thì người ta phải sử dụng một cái giá trị mật mã theo cái nguyên tắc chung ở chương 1. Đấy, thì tức là bao giờ cũng phải có một cái giá trị, một cái thông tin bí mật nào đấy. Đấy, thì cái thông tin bí mật đây là một cái tham số của cái giả thuật MAC. Đấy, nói cách khác là cái giả thuật MAC nó sẽ chấp nhận hai tham số. Cái tham số thứ nhất là thông báo nguyên bản và cái tham số thứ hai là khóa. Đấy, và cái đầu ra là một cái giá trị MAC. Thì ta thấy là về cơ bản cái cách thức hoạt động của cái giải thuật MAC nó cũng hao hao như là một cái giải thuật mã hóa khối đối xứng. Ở cái chỗ là giải thuật mã hóa khối đối xứng thì cũng sử dụng một thông báo nguyên bản và một cái khóa làm đầu vào. Cái khác biệt ở đây chỉ là cái đầu ra của cái giải thuật MAC lại là một cái giá trị MAC có độ dài ngắn cố định, chứ không phải là một thông báo bản mã có độ dài tương đương với cái thông báo nguyên bản ban đầu. Đấy, khác biệt là như thế. Thì như vậy là sau khi sinh ra được cái giá trị MAC thì cái thông báo nguyên bản sẽ được gửi kèm với giá trị MAC. Đấy, để đảm bảo cái tính xác thực của cái thông báo nguyên bản. Tất nhiên là nếu mà một cái thông báo mà không được gửi kèm với giá trị MAC, bị ai đấy lấy đi cái giá trị MAC thì bên nhận sẽ kết luận ngay là không không xác thực. Đấy. Nên nếu mà một thông báo được gửi kèm giá trị MAC thì bên nhận sẽ thực hiện cái quy trình kiểm tra. Cái quy trình kiểm tra được thực hiện như thế này, tức là bên nhận sẽ áp dụng cùng cái giả thuật MAC và cùng khóa K. Dĩ nhiên là hai bên trước đó cũng đã phải có cách nhau đấy để chia sẻ khóa K cho nhau, giống như là trong mật mã đối xứng. Đấy, thì bên nhận sẽ sử dụng cái giả thuật MAC và cái khóa K. Giả thuật MAC thì cũng công khai như là những cái giả thuật mã hóa. Đấy, lên trên cái thông báo nguyên bản thì thu được một cái giá trị MAC, cái giá trị MAC gọi là cái giá trị MAC của cái thông báo nhận được. Tức là do bên nhận sinh ra cái giá trị MAC mà bên nhận vừa mới tính, gọi là cái giá trị MAC do bên nhận sinh ra. Thì bên nhận sẽ so sánh cái giá trị MAC do bên nhận sinh ra từ thông báo, trực tiếp từ thông báo, với cái giá trị MAC gửi kèm với thông báo, tức là cái giá trị MAC do bên gửi sinh ra. Nếu mà giá trị MAC do bên gửi sinh ra trùng với giá trị MAC do bên nhận sinh ra thì như vậy vào thông báo có tính xác thực. Và nếu mà khác thì như vậy là thông báo không có tính xác thực, không hợp lệ. Đấy. Thì như vậy là trong cái phép kiểm tra để xác thực thông báo ở đây ấy, thì ta thấy là không dựa vào bất cứ một điều kiện tiên quyết gì về cái cấu trúc của thông báo. Đấy. Trong khi là lúc trước thì
thì ta yêu cầu là cái thông báo phải có cấu trúc, phải có khả năng, có một cái cách thức nào đấy để nhận biết một thông báo hợp lệ với những thông báo không hợp lệ. Đấy, và mặc dù là có thể tự động hóa cái quy trình đấy, nhưng mà về cơ bản là phải có một cái trí thông minh rất là tốt vì đấy, vì của con người thì mình có thể nhận biết được, nhưng là có thể là cái quy trình lúc trước là không thể tự động hóa được, trong khi quy trình ở đây thì hoàn toàn có thể tự động hóa được, chỉ là những phép kiểm tra so sánh đơn giản chứ không phải là dựa vào cái việc nhận biết cấu trúc, dựa vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên loại như vậy. Đấy, thì đấy là cái phương pháp mà xác thực thông báo. Thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng suy luận giống như cách suy luận mà ta đã thực hiện đối với mã hóa đối xứng để cho thấy là cái sơ đồ này, cái phương pháp mã xác thực thông báo như thế này sẽ cho phép thỏa mãn được những yêu cầu cơ bản về nguồn gốc của thông báo, về tính toàn vẹn, rồi thỏa mãn những yêu cầu nâng cao về tính có trình tự và tính có thời điểm. Nhưng mà ta sẽ không mất quá nhiều thời gian vào những cái nội dung khá là chuyên sâu như thế này. Đấy, thì đấy là cái phương pháp thứ hai, là mã xác thực thông báo. Bây giờ ta chuyển sang một phương pháp thứ ba, gọi là cái phương pháp hàm băm. Cái phương pháp hàm băm thì nó lại hao hao giống như là cái phương pháp mã xác thực thông báo, ở cái chỗ là nó cũng sinh ra một thông báo ngắn có độ dài cố định. Đấy, vì cái chức năng của nó cũng là sinh ra một cái dấu xác thực, cái authentication tag. Đấy, để sử dụng nó làm cái căn cứ để xác thực, thay vì là dựa vào cái thông báo bản mã. Thì cái thông báo nguyên bản thì không cần phải mã hóa, vẫn được truyền một cách nguyên bản. Vì ở đây người ta không đặt ra cái tiêu chí về bảo mật thông báo. Nhưng mà cái khác biệt của hàm băm so với mã xác thực thông báo là hàm băm thì có cái tính chất nó giống như là những cái hàm checksum, tức là nó không sử dụng khoáng. Đấy, không sử dụng khoáng. Và như vậy là hàm băm chỉ có một cái thông số đầu vào là thông báo nguyên bản, và đầu ra là cái giá trị băm. Cái giá trị băm về cơ bản thì tính chất của nó cũng khá là tương đồng với mã xác thực thông báo. Tuy nhiên cái cách thức sinh thì nó khác ở cái chỗ là một bên mã xác thực thông báo thì cần sử dụng khóa, còn hàm băm thì không sử dụng khóa. Đấy. Thế đương nhiên theo cái nguyên tắc ở chương 1 ấy, là để chuyển đổi một thông báo nguyên bản sang một cái dạng an toàn thì ta phải sử dụng một cái giải thuật mật mã và sử dụng một cái thông tin bí mật nào đấy. Trong khi ở đây hàm băm thì không sử dụng thông tin bí mật. Nên là các bạn có thể thấy ngay là nếu mà ta chỉ sử dụng hàm băm một cách đơn giản thì không thể nào cung cấp được cái tính năng xác thực cho thông báo, không thể nào cho phép được bên nhận có thể xác thực được thông báo, có thể kiểm tra xem là thông báo có hợp lệ hay không, đúng không? Thế vì là trong trường này nếu mà ta gửi cái thông báo nguyên bản kèm theo chỉ băm, như vậy địch thủ cũng có thể tạo ra một cái thông báo thay đổi kèm theo một cái giá trị băm thay đổi, và như vậy là bên nhận vẫn kiểm tra thấy hợp lệ, nhưng mà thực chất là thông báo đã bị thay đổi. Đấy, thế nên là cần phải có những cái cách thức như thế nào, nhất định như thế nào đấy để có thể sử dụng hàm băm cho xác thực thông báo. Thì có 3 cách để có thể sử dụng hàm băm cho xác thực thông báo. Thứ nhất là ta sử dụng hàm băm kết hợp với mã hóa đối xứng, mà mã hóa đối xứng tức là có sử dụng một cái thông tin bí mật. Đấy. Hoặc là cũng có thể sử dụng hàm băm với một cái giải thuật mật mã khóa công khai, và trong giải thuật mật mã công khai thì có sử dụng thông tin bí mật là khóa riêng. Đấy. Hoặc là cũng có thể sử dụng hàm băm với một thông tin bí mật. Đấy. Không nhất thiết là phải sử dụng một cái giải thuật mật mã, một cái giải thuật mã hóa mà ta sử dụng hàm băm, nhưng mà cái thiếu ở đây là thông tin bí mật thì ta bổ sung cái thông tin bí mật và hàm băm. Đấy, thì cũng cho phép xác thực được thông báo. Đấy, thì ba cái phương pháp như vậy được thể hiện ở ba cái mô hình như là các bạn thấy ở đây. Thứ nhất là sử dụng hàm băm với mã hóa đối xứng. Đấy, tức là cái thông báo sẽ được đưa qua một hàm băm để tạo ra một cái giá trị băm,
Rồi cái giá trị băng sẽ được mã hóa đối xứng, sử dụng khóa bí mật K chia sẻ giữa bên gửi bên nhận với nhau. Đấy, và cái được tạo ra đây ta gọi là cái authentication tag, thì nó đính kèm để thông báo. Đấy, thì về cơ bản ở đây ta thấy là trong cái sơ đồ này thì tổng hợp của cái phép sinh mã xác thực thông báo và của cái phép BAM và cái phép mã hóa. Đấy, thì ta thấy nó có tác dụng như là cái hàm sinh mã xác thực thông báo ấy, vì ta cũng thấy có hai đầu hàm. Ta coi đến một cái hộp đen thì ta thấy có hai đầu hàm, thứ nhất là thông báo và thứ hai là quả kem, và cái đầu ra cũng là một cái thông báo ngắn có độ dài cố định. Đấy. Và cái quy trình kiểm tra thì các bạn có thể hình dung một cách dễ dàng từ cái những cái thao tác, cái quy trình thực hiện ở phía bên được. Đấy, đầu tiên phải giải mã để lấy ra được cái giá trị băm. Cái giá trị băm này ta gọi là cái giá trị băm do bên gửi sinh ra. Cái giá trị băm do bên gửi sinh ra sẽ được so sánh với cái giá trị băm do bên nhận sinh ra. Nếu mà hai giá trị băm trùng nhau thì thông báo có tính xác thực. Rồi sử dụng mật mã khóa công khai thì cái quy trình nó tương tự như vậy, chỉ có khác là ở đây hai cái khóa sử dụng là khác nhau chứ không phải là giống nhau. Và cái khóa ta lưu ý là trong xác thực thông báo ấy, thì cái khóa được sử dụng để mã hóa cái giá trị băm ấy phải là khóa riêng nhá. Và ta sử dụng khóa công khai để xác minh chứ không được sử dụng khóa công khai để mã hóa cái giá trị băm. Cứ bất cứ lúc nào ta muốn xác thực thì ta phải sử dụng khóa riêng ở phía bên gửi, còn nếu mà muốn bảo mật thì ta sử dụng khóa công khai ở phía bên gửi. Và tương ứng như vậy thì nếu mà bên này khóa riêng thì bên kia sử dụng khóa công khai, bên này sử dụng khóa công khai thì bên kia sử dụng khóa riêng. Đấy, và đây là cái sơ đồ thứ ba. Đấy, cái sơ đồ mà ta sử dụng hàm băm kết hợp với một cái giá trị bí mật. Đấy, giá trị bí mật và không sử dụng thêm bất cứ một cái giải thuật mật mã nào khác. Đấy, người ta thấy cách thức sử dụng cũng khá là đơn giản, tức là trong trường này thì hai bên đã chia sẻ với nhau một cái thông tin bí mật S từ trước. Đấy, S ở đây người ta gọi là một cái giá trị bí mật chứ không gọi là khóa. Khóa thì thông thường người ta dùng cho mã hóa nhé. Đây thì nó không đóng vai trò như là một cái tham số cho thao tác mật mã, mà nó sẽ được sử dụng để đính kèm với một thông báo chứ không phải là một tham số độc lập. Đấy, thì ta thấy là cái giá trị bí mật sẽ được gắn với cái thông báo nguyên bản, rồi ta sẽ băm cái thông báo tổng cộng, gắn cái giá trị băm của thông báo tổng cộng với cái thông báo nguyên bản. Thì cái quy trình phía bên gửi cũng là gắn cái giá trị bí mật vào cái thông báo nguyên bản, sinh ra một giá trị băm rồi so sánh với giá trị băm do bên gửi sinh ra. Đấy, nếu mà hai giá trị băm trùng nhau thì là xác thực, còn nếu không thì là không hợp lệ. Đấy. Ở đây thì ta thấy là cái giá trị bí mật được gắn vào trước cái thông báo, nhưng mà cũng có thể gắn vào sau hay là bất cứ vị trí nào, miễn là tạo ra một thông báo tổng hợp bao gồm cái thông báo nguyên bản và cái giá trị bí mật. Đấy. Thì như vậy cái vấn đề ở đây là vì địch thủ không thể nào biết được cái giá trị bí mật S là gì, nên là không thể nào tạo ra được cái dấu xác thực theo mong muốn. Đấy. Thì cũng giống như là đối với những cái sơ đồ trước, là vì không biết khóa nên là cũng không thể nào tạo ra được cái dấu xác thực đi kèm với thông báo phù hợp với một cái nội dung nhất định nào đấy. Đấy, thì đấy có ba cái cách sử dụng hàm băm để xác thực thông báo như vậy. Thế bây giờ ta thấy là về cơ bản hàm băm là một cái hàm cho phép nhận hai cái tham số đầu vào, cho phép nhận một cái tham số đầu vào và tạo ra một cái tham số đầu ra. Và cái đặc tính ở đây là cái tham số đầu ra thì có độ dài ngắn cố định, trong khi cái đầu vào thì có độ dài tùy ý. Đấy. Thế nhưng mà không phải bất cứ một hàm nào thỏa mãn cái yêu cầu như vậy cũng có thể sử dụng trong đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
cụ thể là những cái hàm như vậy, ngoài cái việc là cho phép nhận một cái tham số đầu vào có độ dài cố định tạo ra một thông báo đầu ra có độ dài, à không phải, tham số đầu vào có độ dài tùy ý tạo ra một cái đầu ra có độ dài ngắn cố định, thì nó còn phải thỏa mãn những cái yêu cầu như thế này thì mới có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn thông tin cho xác thực thông báo, cụ thể là trong cái chương trình cho xác thực thông báo. Đấy. Thì có ba yêu cầu đặt ra đối với cái hàm VAMH để như vậy có thể được sử dụng để xác thực thông báo. Thứ nhất gọi là cái tính một chiều hay là cái tính chống tiền ảnh. Cái tính một chiều hay là tính chống tiền này được diễn giải như sau. Nếu mà ai đấy biết được cái giá trị băm khác thì cũng không thể nào tính ra được, không thể tìm ra được cái thông báo nguyên bản ban đầu. Đấy. Ta biết là nếu mà biết một cái thông báo thì có thể tính ra giá trị băm rất là dễ thực hiện cái hàm băm. Nhưng mà bây giờ vấn đề ngược lại là ta biết cái kết quả là cái hàm băm là cái giá trị băm thì ta không thể để tính ngược lại được cái giá trị đầu vào là cái thông báo. Đấy, thấy đấy gọi là tính một chiều, đi chiều từ thông báo đến giá trị băm thì được, nhưng mà đi chiều từ giá trị băm sang thông báo thì không được. Thông được đấy thì mang tính chất tương đối thôi nhé, tức là về lý thuyết hoàn toàn có thể được, ta thử tất cả những cái giá trị có thể của thông báo x cho đến khi là cứ mỗi đến một thông báo thì ta lại tính ra một cái giá trị băm. Xin phép các bạn một chút nhé, một phút. Ừ, ta tiếp tục nhé, thì đấy là về cái tính một chiều, thì cái tên gọi của nó tính một chiều vì là chỉ có thể đi từ cái chiều thông báo sang giá trị băm, không thể đi ngược lại từ giá trị băm sang thông báo. Đấy, về lý thuyết thì có thể được, nhưng mà cái chi phí về mặt tính toán rất là lớn, ta phải thử một cái số lượng rất lớn những cái thông báo x khác nhau thì ta mới có thể tìm ra được một cái thông báo x có cái giá trị băm trùng với cái giá trị băm hát cho trước. Đấy, thì hay còn gọi là tính chống tiền ảnh. Vì sao gọi là tính chống tiền ảnh? Tại vì là cái giá trị băm nó giống như là với ảnh của cái thông báo x ấy. Giống như là khi mà ta chụp ảnh ấy, thì người có thể là to béo gầy rồi các thứ gì đấy khác nhau, nhưng mà đều có một cái ảnh 3x4 chẳng hạn, có kích thước nhỏ cố định. Đấy. Thì từ một cái người thì ta có thể chụp ảnh một cái rất là đơn giản thì ra được bức ảnh. Nhưng mà bây giờ từ một cái bức ảnh mà tìm ra cái người cái người ngoài đời thật ấy là cái người trong ảnh ấy, thì là rất là khó. Không phải là không tìm được, ta tìm trên khắp khắp Việt Nam chẳng hạn, nếu đấy là người Việt Nam chẳng hạn thì ta cũng tìm ra, nhưng mà rất là lâu, đúng không? Nhiều cái ta thấy là truy nã tội phạm không phải là đơn giản, đúng không? Người ta có ảnh, công an có ảnh, nhưng mà tìm ra cái ông đấy ở đâu thì mất rất nhiều thời gian và cuối cùng là rất nhiều trường hợp không tìm ra được.
Nếu mà chỉ đơn thuần bằng quét cạn thì đấy, cứ đi từng nơi thì được, thông thường là để tìm ra thì người ta phải có thêm những cái manh mối gì đấy khác nữa. Đấy, còn ở đây thì ta giả định là chỉ có phương pháp quét cạn thôi. Đấy, thì đấy chống tiền ảnh là như thế, tức là từ ảnh thì không thể tìm ra người, hay là từ giá trị băm không thể tìm ra được thương bán. Đấy, thì đấy gọi là cái tính một chiều. Một cái tính chất thứ hai gọi là cái tính chống tiền ảnh thứ hai, hay là tính chống xung đột yếu. Thì cái tính chất này phát biểu như sau: nếu mà ta có một cái thông báo X nào đấy cho trước thì ta không thể nào tìm ra được một thông báo Y khác với X sao cho giá trị băm của Y trùng với giá trị băm của X. Đấy, tức là không thể nào tìm ra một cái thông báo khác có giá trị băm trùng với một cái thông báo cho trước. Đấy, thì nó gọi là cái tính chống tiền ảnh thứ hai, tại vì là từ cái thông báo X thì ta có một cái ảnh của X, nhưng mà từ cái ảnh của X thì ta không thể tìm ra được một cái tiền ảnh, tức là một cái người, tức là có cái ảnh trùng với, có ảnh là trùng với cái ảnh cho trước, tức là chính là cái ảnh của X. Đấy, gọi là tiền ảnh thứ hai, không thể tìm ra được người thứ hai có ảnh trùng với ảnh của người thứ nhất. Đấy, hay là tính chống xung đột yếu, vì xung đột đây tức là có hai thông báo khác nhau thì có giá trị băm giống nhau, tức là tạo ra một sự xung đột. Đấy, thông thường thì hai cái giá trị băm khác nhau thì sẽ tạo hai cái thông báo khác nhau thì tạo ra hai cái giá trị băm khác nhau. Thế bây giờ có một câu hỏi nhé, có một câu hỏi mà chuẩn bị nhé, để tôi mở cái file này. Câu hỏi đây là bây giờ là ví dụ như là tôi quy định là cái giá trị băm có độ dài là 128 bit. Giá trị băm có độ dài là 128 bit. Đấy, 128 bit. Thế như vậy là số phép thử kỳ vọng ta cần phải thực hiện để tìm ra một cái thông báo X có giá trị băm trùng với một cái giá trị băm cho chiếc là bao nhiêu phép thử, số phép thử kỳ vọng. Phép thử ở đây tức là cứ mỗi lần ta lấy một cái thông báo X rồi ta băm nó ra, rồi ta đối chiếu với giá trị băm thu được với cái giá trị băm cho chiếc, nếu mà trùng thì ta dừng lại, còn nếu không thì ta lại tiếp tục lấy một cái thông báo X ngẫu nhiên nào đấy. Cứ như vậy, cứ như vậy, mỗi lần ta lấy X ngẫu nhiên. Tất nhiên là các bạn cũng có thể lấy theo cái trật tự là cứ tăng dần theo một cái thứ tự gì đấy nhá. Nhưng về cơ bản là mỗi lần lấy một cái thông báo X nhất định để thử, thì như vậy là số phép thử kỳ vọng là bao nhiêu với giả định là cái thông báo nào cũng có thể tạo ra cái giá trị băm khác cho chiếc với đồng xác suất, thì số phép thử kỳ vọng cần phải thực hiện. Tức là đây là liên quan đến thuộc tính thứ nhất nhé, đến độ phức tạp đấy. Để ta thấy là về mặt tính toán là không thể thực hiện được. Ta quay trở lại cái thuộc tính thứ nhất một chút rồi ta lại tiếp tục thảo luận về cái thuộc tính thứ hai nhé. Đấy, ta quay trở lại cái thuộc tính thứ nhất, thì cái câu hỏi ở đây là nếu mà ta có một cái hàm băm tạo ra những cái giá trị băm có độ dài là 128 bit, thì như vậy là số phép thử kỳ vọng cần phải thực hiện để tìm ra một cái thông báo có giá trị băm trùng với giá trị băm, một cái giá trị băm cho chiếc, cái số phép thử đấy là bao nhiêu, kỳ vọng là bao nhiêu. Tôi có một cái giá trị băm cho chiếc thì phải thực hiện bao nhiêu phép thử để tìm ra cái thông báo tương ứng với cái giá trị băm đấy. Đấy thì và cái độ dài của cái giá trị băm là 128. Rồi, bạn Nguyễn Thị Bích Hằng trả lời đúng. À không, không chưa, bạn Hằng Hằng chưa chưa trả lời đúng, sai rồi. Kiều Văn Tuyên trả lời đúng là 2 mũ 128. Bạn Kiều Văn Tuyên trả lời đúng. Cái của Hằng thì là xác suất nhé. Cái của Hằng thì là xác suất. Đấy. Chứ không phải là số phép thử kỳ vọng. Ta đang nói về số phép thử kỳ vọng. Đấy, ví dụ như là ta gieo một con xúc xắc để thì cái xác suất để con xúc xắc có cái mặt ngửa là một chẳng hạn thì là 1/6, nhưng mà số lần gieo kỳ vọng để như vậy là
có được một cái lần cái mặt ngửa là một thì là 6 lần, gieo 6 lần thì có một lần là kỳ vọng đấy, tức là trung bình ấy, có những cái lần thì nhiều, có lần thì ít, nhưng mà tính trung bình ra thì là 6 lần. Đó. Thì tôi sẽ mở cái hai điểm thưởng thôi. Nhiều Văn Tuyên được khá nhiều điểm thưởng rồi đấy. Điều Văn Tuyên là như vậy là được 6 điểm thưởng rồi nhé. Khi nào được 8 điểm thưởng thì sẽ hết quota và không được phát biểu nữa nhé. Thế nên là Tuyên có thể lựa chọn để vậy là tại vì là hai điểm thưởng thì chắc là cũng rất là dễ lựa chọn những cái câu nào thật là khó hơn chẳng hạn. Tất nhiên là đấy là tùy bạn. Thế còn 2464 thì bạn đừng, lúc trước ta nói về cái số phép từ kỳ vọng của tấn công vét cạn thì nó lại khác nhé. Đấy, thế bây giờ đến cái thuộc tính thứ hai. Đấy, cái thuộc tính thứ hai, cái thuộc tính thứ hai nói là nếu mà ta có một cái thông báo thì ta rất khó có thể tìm ra được một cái thông báo khác có giá trị băm chung với thông báo đấy. Đấy thì bây giờ là để hình ta thấy là với cái phép tính cái thuộc tính thứ nhất thì ta thấy là 128, 2 mũ 128 là con số rất lớn. Đúng không ạ? 2 mũ 128 là con số rất lớn. Mặc dù là một cái hàm băm thì thông thường cái thời gian thực hiện của nó thì nhanh hơn một cái test mã hóa. Nhưng mà lên đến cái số mũ là 128 hay là lớn hơn thì thực ra thì 128 là cũng có thể ta sẽ học ở cái phần sau, ta sẽ thấy là 128 không phải là một cái giá trị gì đấy quá lớn nhá. Nên là cái chuẩn mực hiện nay, tại vì là vì sao với một tức là nó liên quan đến một cái thuộc tính thứ ba nữa, nên là 128 chưa đủ. Nhưng mà nếu mà chỉ liên quan đến cái thuộc tính thứ nhất thì 128 là đủ, tại vì là 2128 học tỷ tỷ năm, mặc dù cái thời gian để băm thì nó về cơ bản là có thể là nhanh hơn cái thời gian để mã hóa, nhưng mà cái bậc lớn như vậy khiến cho là cái thời gian thực hiện bỏ ra thì nó rất là lâu, nên là về mặt tính toán ta có thể coi là không thể được. Đấy, thế bây giờ câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là bây giờ là số phép từ kỳ vọng để tìm ra một cái thông báo y khác với x sao cho giá trị băm của y trùng với giá trị băm của x là bao nhiêu? Liên quan đến thuộc tính thứ hai thì cái độ phức tạp về mặt tính toán là bao nhiêu? Với cái thuộc tính thứ nhất thì độ phức tạp tính toán là 2 mũ 128, tức là cần phải thực hiện trung bình 2 mũ 128 cách thử thì mới tìm ra được một thông báo x có giá trị trùng với một cái giá trị băm cho trước. Thì bây giờ là tìm ra một thông báo y có giá trị băm trùng với một giá trị băm của một thông báo x cho trước thì bao nhiêu? Trần Hải Nam 2164, Nguyễn Quốc An 2164. Nguyễn Quốc An có vẻ là rất kết con số là 2164. Đúng không? Và kiên định với cái con số này, đúng không? Trần Tuấn Anh 2 mũ 128 cộng 1. Chưa ai trả lời được. Cái này là lý thuyết, tức là nếu mà các bạn chưa trả lời các bạn phải xem lại cái kiến thức về lý thuyết xác suất của bạn là cực kỳ hỏng. Vì đây là một cái bài toán mang tính khái niệm về lý thuyết xác suất chứ không phải là không không phải liên quan đến những thao tác gì đấy, nó liên quan trực tiếp khái niệm về xác suất đấy nhé. Đấy, thì nếu mà tôi mà cần phải giảng chi tiết thì nói chung là cũng giống như là nếu mà các thầy xác suất mà các thầy có 45 tiết mà chưa làm cho bạn hiểu được khái niệm xác suất thì dĩ nhiên là trong vòng vài phút tôi không thể nào tôi làm cho bạn hiểu được, nhưng mà tôi từ chối không không giải thích thêm nhé, chỉ kiểm tra kiến thức thôi. Nếu mà đấy, người ta có 45 tiết mà không làm cho bạn hiểu được thì trong vòng vài phút chắc chắn là cũng không thể làm được cái điều đấy. Ok, câu hỏi là
Bây giờ là tôi có một cái thông báo X. Bây giờ các bạn hãy tìm, tức là bây giờ là để tìm ra một cái thông báo Y có giá trị băm trùng với X. Thì cái cách làm là cứ lấy ngẫu nhiên một cái thông báo nào đấy rồi băm nó ra xem cái giá trị băm của nó có trùng với giá trị băm của X hay không. Được chưa? Thế bây giờ là tôi phải thực hiện bao nhiêu phép thử, cứ mỗi lần tôi lấy một cái giá trị rồi tôi băm nó ra thì đấy là một lần thử. Bây giờ là vấn đề là tôi phải thực hiện kỳ vọng bao nhiêu phép thử. Đấy. Để bao nhiêu phép thử. Tất nhiên ở đây tất cả những giả thiết về cái tính đồng nhất các thứ là ngầm định nhé. Nếu mà không nói gì khác thì là ngầm định là giá trị nào cũng có thể trùng với cái giá trị băm của x với đồng xác suất. Thông báo nào cũng có thể có giá trị băm trùng với x với đồng xác suất. Nha. Giống như là khi mà ta gieo một con xúc xắc ấy, thì mỗi lần gieo thì không có một sự thiên lệch gì cả, và lần nào gieo thì cái khả năng để tạo ra cái mạnh ngửa là một cú giống nhau. Đấy. Đấy thôi, Kiều Văn Tuyên lại trả lời đúng rồi nhé, là thêm một điểm thưởng là 7 điểm thưởng. Em thưa thầy là hình như em cũng chưa được 7 điểm thưởng đâu ạ. Thầy xem Không có nhá. bị nhầm với bạn cùng tên em không ạ? Ô thế à, có hai Kiều Văn Tuyên à? Dạ vâng ạ. Ô thôi chết, thế hai Kiều Văn Tuyên tên đặc biệt như thế mà cũng trùng nhau à? Ngay nhỉ, tôi Dạ tưởng vâng. là có một Văn Tuyên. Thế hai bạn chia nhau đi nhé, có 7 điểm thưởng cùng Kiều Văn Tuyên. Thế bây giờ Kiều Văn Tuyên A và Kiều Văn Tuyên B à? Em Thế thầy là đọc ngày. mùng 7 tháng 11 ạ. Cùng một lớp hay là lớp khác? Bạn ấy lớp thứ sáu ạ. À thôi chết rồi, thế tại vì tôi dùng một cái file chung. À thế chết rồi, cái thằng cái Kiều Văn Tuyên đấy, tên rất là đặc biệt, không ngờ nó lại trùng đấy. À, thế thì mùng 7 tháng 6 đúng không? Để bạn Không, kia em thì ở là mùng 7 tháng 11 ạ. mùng 7 tháng 11. Thế là bao nhiêu? Bạn theo bạn là bao nhiêu nhỉ? Thì tất nhiên tôi sẽ xác minh thêm với cái bạn Kiều Văn Tuyên bên kia. Dạ vâng, em thì 4 đến 5 rồi ạ. Chứ cũng không. Được rồi, thứ 5. Thế còn bạn Kiều Văn Tiên kia là thứ 6. 6. Bạn nhận là 4 đến 5 gì đấy đúng không? 4 đến 5 cậu. Đấy, thì xem mình thêm ở bên kia nữa. Nha. Rồi. Đấy, thế thì đấy thì tại vì là bây giờ ta biết cái x thì cái tiêu chí vẫn là phải làm sao tìm ra y có giá trị băm trùng với giá trị băm của x, nên là cái xuất phát điểm ở đây cũng là một cái giá trị băm cho trước và cái giá trị băm của x, thế nên là cũng trùng với cái bài toán thứ nhất thôi, nên là phải tìm một cái thông báo y sao cho cái giá trị băm của y là trùng với cái giá trị băm của x cho trước nha. Tất nhiên ở đây thì thế thì tôi thấy là có thể những cái bạn khác có lý đấy nhá, tức là ở đây thì có một cái tiêu chí là y phải khác x nữa, trong khi trên kia thì không có cái tiêu chí đấy đúng không, nên là có thể các bạn đấy, thế thì như vậy là tất nhiên là nếu mà tính thì thông thường người ta tính xấp xỉ, nên người ta bỏ qua yếu tố là có một cái khả năng là trùng với x nhá, tại vì là rất nhiều phép thử như vậy thì chỉ có một lần một cái giá trị là lấy là trùng với x thôi đúng không, cái khả năng đấy, nên là ở đây là mang tính chất xấp xỉ đúng không. Đấy thì bản chất của xác suất nó cũng là xấp xỉ thôi mà đúng không. Đấy, thì như vậy là vẫn phải tính cho một bạn mà có một cái gọi là trừ đi một, là bạn Đàm Tuấn Minh là sẽ được thêm cộng một, thì rõ ràng không được rồi đúng không, tại vì là không, cộng một thì có được không nhỉ? Không, thực ra ở trong trường này không thể tính cộng một hay trừ một được đúng không, tại vì là nếu mà tức là không được, tại vì là nếu mà ta một lần mà ta gieo vào trùng với giá trị x ấy, thì lại phải cần thêm hai mũ 128 phép thử nữa mới lại được một cái giá trị khác. Tất nhiên là tính chi tiết ra là cũng phức tạp đấy, nhưng mà không phải là đơn giản là cộng một hay là trừ một nhé, nên là hai trường hợp đấy cũng không được chấp nhận nhé. Đấy, tức là nếu mà mình để
tìm ra được một cái con số là x nhá, tức là trùng với x ấy, thì cũng phải mất 128 phép thử, xong lại tìm ra một cái con số lại có khả năng là khác với x thì lại cũng mất một. Nói chung là tính, nếu mà tính chi đi ra cũng khá phức tạp, nhưng mà không thể nào có cái giá trị là cộng trừ một ở đây được nhá. Đấy, thế bây giờ đến cái thuộc tính thứ ba. Cái thuộc tính thứ ba thì nó được gọi là cái tính chống, cái thuộc tính thứ hai thì gọi là tính chống thiên hành thì hiểu rồi. Thế còn tính chống xung đột yếu, vì sao là yếu? Vì nó có một cái thuộc tính thứ ba thì thông thường người ta gọi là tính chống xung đột mạnh. Đấy, thì mạnh với yếu như thế nào? Thì cái thuộc tính thứ ba nó nói là không thể tìm ra được hai thông báo bất kỳ x và y khác nhau sao cho giá trị băm của x và giá trị băm của y là trùng nhau. Đấy thì nó na ná như thuộc tính thứ hai, nhưng nó khác. Cái thuộc tính thứ hai là trong cái thuộc tính thứ hai thì có một cái thông báo là cố định, thông báo kia là tùy ý. Đấy, miễn là khác với cái thông báo cố định. Trong khi là với thuộc tính thứ ba thì hai thông báo là tùy ý, không có cái giá trị nào là cố định, miễn là chúng là khác nhau. Đấy, thế nên là cũng mang tính chất xung đột, nhưng mà xung đột đấy mạnh hơn. Đấy, tại vì xung đột kia là yếu ở trên cơ sở là có một cái anh là ràng buộc từ trước rồi, không được chạm vào anh ý. Trong khi đây là hai người ngẫu nhiên chạm vào nhau. Đấy, cái xung đột thứ nhất là yêu cầu mọi người không được chạm vào người cho trước. Trong khi là yêu cầu thứ ba thì yêu cầu hai người bất kỳ không được chạm với nhau. Đấy, thì nó gọi là tính chống xung đột mạnh. Đấy, hay còn gọi là tính chống xung đột. Đấy. Nếu như là trên kia người ta gọi là tính một chiều hay là tính chống thiên hành thứ hai. Đấy. Thì đấy là cái thuộc tính thứ ba là như vậy. Hai cái thông báo bất kỳ x và y, không thể tìm được hai cái thông báo bất kỳ x và y khác nhau có giá trị băm trùng nhau. Đấy. Thế bây giờ cái số phép thử kỳ vọng để như vậy là tìm ra được hai cái thông báo x và y trùng nhau thì có ai nghĩ ra được không? Ai mọi mọi người thử đoán xem ai đoán mò hay là tìm ở đâu đấy trên mạng. Rồi. Tất nhiên là cái này chứng minh là khá là phức tạp đấy, nhưng mà ai đoán mò hay là tìm đâu đấy được cũng được điểm thưởng. Rồi, thì bây giờ có một người đoán mò. Đoán mò tức là cảm tính thôi. Nguyễn Quốc An mà Nguyễn Quốc An rất trung thủy với con số 2464, và cuối cùng là bạn đã cũng trúng được cái gọi là cái đoán mò này. Là 2464, chính xác như thế nha. Đấy, các bạn thấy là kiên trì và nhiều lúc là sẽ thành công, giống như là như bạn An chắc là cũng hay đánh một cái con số đề đấy đúng không? Và chắc là cũng đã có những lần trúng rồi, mà rất kỳ bí ạ. Cái việc duy trì một con số. Rồi, thế bạn An thì thưởng cho bạn một điểm nhá. Cái này không không bắt phải chứng minh, tại vì chứng minh khá là phức tạp. Nha. Nguyễn Quốc An. Quốc An là thêm một điểm thưởng là 3 điểm thưởng. Nha. Đấy. Thế như vậy là ta thấy là rõ ràng là cái bài toán thứ 3 thầy ơi đúng. Hôm trước em có 2 điểm thưởng rồi, hôm nay là 4 chưa? Đúng rồi, 4 điểm thưởng đấy. Dạ vâng. Vừa mới đọc thành tôi là đọc sai. Thầy vừa bỏ 3. À tức là 3 điểm thưởng lúc trước, bây giờ thêm 1 điểm thưởng là 4 điểm thưởng. À dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Lúc trước là 3 điểm thưởng, bây giờ thêm 1 điểm thưởng là 4 nữa. Đấy thì như vậy là tất nhiên là cái này là cần phải chứng minh, nhưng mà ta sẽ không đi sâu vào cái phép chứng minh ở đây. Nhưng mà qua đó các bạn sẽ thấy là cái độ phức tạp của bài toán thứ ba thì là thấp hơn cái bài toán thứ nhất, tức là dễ tìm ra hai đường ngẫu nhiên có ngày sinh trùng nhau hơn là tìm được một cái người nào đấy có ngày sinh trùng với một cái người cho trước. Tức là bài toán ở đây là cái vấn đề là nó tương tự như là bài toán tìm người có ngày sinh trùng nhau ấy. Tức là ta tưởng tượng trong một lớp học có một số người nhất định. Đấy. Và cái bài toán thứ hai
tương ứng với là có một bạn chẳng hạn bạn Nguyễn Quốc An là cái thông báo X, và bây giờ phải tìm một cái bạn khác trong lớp có ngày sinh trùng với ngày sinh của bạn Nguyễn Quốc An. Trong khi cái bài toán thứ ba thì nó tương đương với tìm hai người bất kỳ trong lớp có ngày sinh trùng nhau. Đấy, thì thông thường các bạn thấy là cái bài toán thứ hai có vẻ là dễ hơn, dễ theo cái nghĩa là mất ít thời gian thực hiện hơn là với bài toán thứ ba. Tại vì là bài toán thứ hai thì có dữ kiện rồi, đúng không? Có một người tìm ra được một người, bây giờ chỉ còn tìm ra một người khác. Đấy. Thế nhưng mà trong thực tế thì bài toán thứ ba lại dễ thực hiện hơn. Thì cái đấy người ta gọi là cái nghịch lý ngày sinh, gọi là cái birthday paradox nha. Birthday paradox. Đấy, nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bám sát cái từ khóa birthday paradox, nghịch lý ngày sinh. Và theo cảm giác thì giải quyết cái bài toán thứ ba thì khó hơn, tức là mất nhiều thời gian hơn giải quyết cái bài toán thứ hai. Nhưng mà thực tế thì giải quyết cái bài toán thứ ba thì lại dễ hơn, chỉ mất có 264 phép thử, trong khi là bài toán thứ hai thì mất đến 2128 phép thử. Lại xin phép các bạn một chút nhé. Xin phép các bạn 5 phút nha, tôi có một cái thư gửi nên là phải đi lấy một cái nha, nên là khoảng 5 phút nữa mới quay lại nha. Các bạn cứ ở yên trong lớp học nha, khoảng 5 phút nữa tôi sẽ quay lại nha.
Alo. Alo, đấy thì cái vấn đề vừa rồi gọi là cái nghịch lý ngày sinh. Đấy, vì cái cảm giác thì là cái bài toán thứ hai thì dễ giải quyết hơn bài toán thứ ba, nhưng thực chất ngược lại là cái bài toán thứ ba thì dễ giải quyết hơn cái bài toán thứ hai. Tại vì là dễ ở đây tức là cái thời gian thực hiện của cái bài toán thứ ba nó nhanh hơn. Đấy, tại vì là nếu mà các bạn bình tĩnh lại, các bạn suy xét thì các bạn thấy là để giải quyết bài toán thứ hai thì ta sẽ thử lần lượt. Đúng không? Ta lấy cái người đầu tiên ở trong lớp, ta xem cái ngày sinh có trùng với bạn An hay không. Rồi đến người thứ hai, nếu mà chưa trùng lại tìm người thứ hai, rồi chưa trùng lại tìm người thứ ba. Cứ như vậy. Trong khi là với cái bài toán thứ ba thì ta lấy người thứ hai, tức là lấy người thứ nhất là bạn An rồi, xong lấy người thứ hai ta xem có trùng với bạn An hay không. Rồi đến người thứ ba thì ta lại xem cái người này có ngày sinh trùng với hoặc bạn A hoặc là người thứ hai không, hay người thứ tư lại có ngày sinh trùng với hoặc người thứ nhất hoặc người thứ hai hoặc người thứ ba hay không. Rõ ràng là cái điều kiện dừng ở đây nó sẽ nhanh hơn, tại vì là ta giả thiết là cái chi phí của cái phép so sánh thì nó rõ ràng là cái việc so sánh nó mất ít thời gian hơn là cái việc tính ra ngày sinh, tức là tính cái giá trị bằng. Đấy. Thì đấy là lý do cái bài toán thứ ba nó dễ thực hiện hơn. Dễ tìm được kết quả. Không, ở đây là trong lớp thì nếu mà có hai ngày sinh, hai người có ngày sinh trùng nhau ấy, thì rõ ràng là cái bài toán nếu mà với bài toán thứ hai mà có hai người ngày sinh trùng nhau thì khi mà giải bài toán thứ ba chắc chắn cũng phải tìm được, đúng không? Nên là không không thể nào là dễ tìm được kết quả hơn. Dễ ở đây hay khó là theo khái niệm thời gian nhé. Còn ta nếu mà ta không thống nhất về cái khái niệm dễ hay khó thì rất là khó tranh luận. Nên là vấn đề ở đây là cái dễ hay khó là giới hạn là cái việc thời gian thực hiện là bao lâu nhé. Đấy thì bây giờ nhá, thì để thấy được cái thuộc tính thứ nhất là quan trọng, đấy đóng vai trò trong đảm bảo an toàn thông tin ấy, thì các bạn hãy tưởng tượng nếu mà cái thuộc tính thứ nhất không được thỏa mãn thì cái sơ đồ nào trong ba cái sơ đồ mà các bạn vừa xem xét sẽ không đảm bảo được cái tính xác thực của thông báo. Đấy, có ba sơ đồ như thế này. Đấy. Nhá. Đấy, thế bây giờ nếu mà cái thuộc tính tức là tức là cái thuộc tính thứ nhất là cần thiết, tức là nó sẽ phải được vận dụng trong một cái sơ đồ nào đấy. Chẳng hạn nếu mà nó được vận dụng trong sơ đồ thứ nhất nhá. Thì như vậy là cái thuộc tính đấy là cần thiết đối với sơ đồ thứ nhất, tức là ta giả định là ta có thể chứng minh được bằng phản chứng là nếu mà cái thuộc tính đấy là không cần thiết thì như vậy là sẽ dễ dàng tìm ra được một thông báo có giá trị BAM trùng với một cái giá trị BAM cho trước, và như vậy là địch thủ có thể dễ dàng tấn công được vào cái sơ đồ này, khiến cho là thông báo bị thay đổi hay là bị giả mạo mà bên nhận không phát hiện ra, tức là vi phạm những yêu cầu về cái tính xác thực. Đấy, thế bây giờ là câu hỏi đặt ra ở đây là theo các bạn với cái thuộc tính thứ nhất thì cái thuộc tính thứ nhất là cần thiết với sơ đồ nào, và giải thích vì sao là cần thiết thông qua phản chứng. Thông qua phản chứng tức là nếu mà nó là không cần thiết, tức là dễ tìm cái gì đấy, thì địch thủ sẽ dễ dàng giả mạo hay là vi phạm tính toàn vẹn, tức là vi phạm cái tính xác thực mà cái sơ đồ đấy đặt mục tiêu là bảo vệ. Đấy. Thì thực ra thì thời gian không còn nhiều, nên là các bạn sẽ về suy nghĩ là trong ba cái sơ đồ này, ba sơ đồ này thì sẽ đóng vai trò ở những cái, tức là ba cái thuộc tính này sẽ đóng vai trò ở những cái sơ đồ mà ta đã xem xét lúc trước, có ba sơ đồ. Thế các bạn hãy thử nghiên cứu xem là cái thuộc tính nào là cần thiết cho cái sơ đồ nào. Đấy, và tìm cách giải thích theo cái cách thức của tôi đã gợi ý, tức là thông qua phản chứng.
Được chưa? Thế cái đấy là cái công việc về nhà, để hôm sau tôi sẽ hỏi về cái này nha, về sẽ xem ai trả lời được cái câu hỏi này, ta sẽ thảo luận một chút rồi ta sẽ tiếp tục những cái nội dung tiếp theo của cái chương này. Được chưa? Có thống nhất như thế không ạ? Bạn hiểu yêu cầu chưa? Có hiểu yêu cầu không ạ? Được rồi, thế nhá. Thế thì buổi học hôm nay thì đến đây là kết thúc, nên là ta sẽ tiếp tục thảo luận về cái chương 3 này trong cái buổi tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào Thầy ơi, thứ năm. thầy ơi, Nói đi. bạn bạn Huy Sơn ấy ạ, bạn ấy mất điện thì bạn ấy chưa kịp join vào lớp mình ạ, thì bạn ấy có nhờ thầy ạ, thầy accept bạn ấy ạ. Accept đây rồi, có Nguyễn Huy Sơn đây rồi, được rồi, accept rồi nhá. Dạ, cảm ơn. Thế nhá, được chưa? Còn có ý kiến gì nữa không, hay là đề đạt gì nữa? Được rồi, thế chào tất cả mọi người nhé.